Thần y trở lại. Ngô Bình. Tập 75. Thiên tiên kia nhìn công chúa Thiên Mông bằng vẻ đáng thương. Gã mới thăng làm thiên tài, thật sự không muốn chết. Công chúa Thiên Mông yếu ớt ngồi phịch xuống đất, tôi thật sự không còn tiền. Lần này tôi ra ngoài để mua đan dược theo lệnh của bố. Ngô Bình hỏi, ồ, cô cần mua đan dược gì? Công chúa Thiên Mông đáp, thánh tâm đan. Tu sĩ Thiên Mông chúng tôi gần như đều phải tu luyện một loại công pháp đặc biệt. Đến một giai đoạn nhất định, công pháp này sẽ dẫn dắt tâm ma xuất hiện, khiến nhiều tu sĩ hóa điên. Ngô Bình bảo, thánh tâm đan ư, cô không mua được loại đan dược này đâu. Anh biết công thức của thánh tâm đan, luyện chế đan này không dễ, tâm của bản thân người luyện chế cũng cần phải đạt đến trạng thái thánh minh tối thượng. Công chúa Thiên Mông nói, số tiền tôi mang theo có hạn, đã cho anh một phần âm dương tiên tinh rồi. Bất kể thế nào tôi cũng không thể giao cho anh phần còn lại. Ngô Bình chớp mắt hỏi, cô thấy thánh tâm đan nên có giá bao nhiêu? Công chúa Thiên Mông đáp, nếu một viên có giá từ 3 đến 50.000 tiền báu, chúng tôi có thể chấp nhận. Ngô Bình cười khẩy, 3 đến 50.000, cô không có khái niệm gì về giá cả đan dược à? Anh lập tức đăng nhập mạng tiên, bảo tiên nhi tra cứu thánh tâm đan. Kết quả cho ra, giá trị của thánh tâm đan bậc 3 đạt đến 380.000. Công chúa Thiên Mông thở dài, nếu thánh tâm đan bậc 1 có giá 380.000, tiền của tôi cũng chẳng mua được bao nhiêu. Ngô Bình bảo, thật ra tôi kinh doanh đan dược đấy, quen biết rất nhiều cao nhân luyện đan. Tôi có thể giúp cô mua thánh tâm đan bậc 1 với giá ưu đãi. Đôi mắt công chúa Thiên Mông sáng lên, anh quen thầy luyện đan sao? Ngô Bình đáp, ừ, 300.000 một viên thánh tâm đan bậc 1, cô có hứng thú không? Mắt cô ta sáng rỡ, được, anh cần bao nhiêu, tôi đều theo cả. Ngô Bình nói, tôi có thể cung cấp trước cho cô 100 viên. Tổng giá tiền là 30 triệu tiền báu. 3 ngày sau, cô đến đây lấy đan dược, nhớ chuẩn bị đủ tiền. Công chúa Thiên Mông gật đầu lia lịa, cảm ơn anh. Không biết xưng hô với anh thế nào. Ngô Bình đáp, tôi tên Lý Tiểu Bình. Tất nhiên anh sẽ không tiết lộ danh tính thật với người lạ. Công chúa Thiên Mông khẽ gật đầu, anh Lý, hẹn 3 ngày sau gặp lại. Lúc này Ngô Bình mới thu hồi kiếm vực, hư tiên họ hoảng sợ lùi ra xa, như chuột gặp phải mèo vậy. Kiếm vực của Ngô Bình quá khủng khiếp khiến gã sợ hãi. Công chúa Thiên Mông căm phẫn nói, bản công chúa thật sự không nuốt trôi cơn giận này. Hư tiên nói, công chúa, chúng ta tạm thời nhẫn nhịn, đừng chọc vào người này. Tuy bây giờ cậu ta vẫn chỉ là địa tiên, với thực lực này, trong tương lai, một khi người này trở thành thiên tiên, chắc chắn sẽ là cường giả tung hoành thiên hạ. Người này chỉ có thể kết bạn, không thể đắc tội. Công chúa Thiên Mông thở dài, ông nói có lý, mặc dù người này rất đáng ghét nhưng phải thừa nhận anh ta là thiên tài tu hành. Ông có thể nhìn ra anh ta là tu vi nào không? Hư tiên đó ngẫm nghĩ, có thể tạo ra khu vực đáng sợ như thế, ít nhất là cảnh giới động thiên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Công chúa Thiên Mông gật đầu, anh ta mà so với Quản Long Phi ở Thiên Đạo Môn thì thế nào? Hư tiên nói, Quản Long Phi là thiên tài hàng đầu của Thiên Đạo Môn, nhưng bây giờ cậu ta đã là tiên tôn đoạt thiên, thực lực chắc phải hơn người này. Công chúa Thiên Mông híp mắt, Phụ Vương định gả tôi làm vợ của Quản Long Phi, tôi có thể nhờ anh ta ra tay không? Hư tiên nói, công chúa không được, Quản Long Phi không phải là người tầm thường, chưa chắc đã chịu ra tay. Hơn nữa, dù cậu ta giết người này thì có lợi gì cho công chúa? Mua được đan dược của cậu ta với giá ưu đãi chẳng phải là rất tốt sao? Công chúa Thiên Mông hừ một tiếng, tên khốn này đòi 10 triệu, tôi phải lấy lại. Hư tiên thầm lắc đầu, công chúa này bị quốc vương triều hư từ nhỏ, không biết nặng nhẹ gì cả. Sau khi mấy người đó đi rồi, Ngô Bình kiểm tra cho Lạc Nhi, cậu bé không bị thương. Chỉ là phải chịu thiệt mấy ngày vừa rồi. Bố nuôi, chúng ta phải đi khỏi đây sao? Ngô Bình gật đầu, bố dẫn con và mẹ đến một nơi an toàn. Đúng lúc này một thiên quang chiếu xuống bao phủ cả căn biệt thự. Ngô Bình trầm giọng nói, ai? Một bóng người mờ nhạt xuất hiện nói với Hạ Lam, thất công chúa, người nên về tiên giới rồi. Ngay sau đó, một xiềng xích bị ném ra, cơ thể cô ấy lập tức bộc phát ra năng lượng đáng sợ. Ngoại hình của Hạ Lam thay đổi, trở nên xinh đẹp vô cùng, quần áo cũng biến thành váy vóc, cô ấy hỏi, là Đại Thiên Tôn bảo ông đến.
Bóng người đó nói, vâng. Hạ Lam nhìn Ngô Bình cười nói, cảm ơn anh đã chăm sóc cho tôi và Lạc Nhi, tôi phải về tiên giới trước, sau này lại đến tìm anh. Không đợi Ngô Bình lên tiếng, Hạ Lam và Lạc Nhi đã biến mất cùng ánh sáng kia. Ngô Bình rất ngạc nhiên, Hạ Lam có thân phận gì, thất công chúa. Đại Thiên Tôn. Anh ngây người một lúc rồi lắc đầu, không muốn nghĩ nhiều nữa. Trước hết luyện thánh tâm đan đã, anh nghĩ. Lấy lò luyện đan ra, Ngô Bình bắt đầu luyện đan, dược liệu được mua trực tiếp từ mạng tiên, trung bình nửa tiếng một lò đan dược sẽ có 5 viên đan, cứ thế luyện chế một ngày thì anh đã luyện ra được 100 viên thánh tâm đan. Luyện đan dược xong, anh bắt đầu tu luyện chuyển hóa thứ tư trong thần ma cửu biến, thần mạch biến. Lúc này anh mở khu vực tinh thần, mạch tử long ở dưới lòng đất bị anh bắt lấy luyện vào nguyên thần, tạo thành thần mạch thứ 6. Cả quá trình kéo dài một ngày rưỡi. Mạch tử long ổn định lại thì trong nguyên thần của anh hình thành vô số thần lạc sao vừa phức tạp vừa tinh tế, thần thức tử long vận chuyển vào trong, mỗi lần vận chuyển một tuần, nguyên thần của anh mạnh lên thêm một chút. Sao kinh lạc trong đông y? Đến lúc này thần ma cửu biến đã luyện đến hồi kết trong quá trình tu luyện giai đoạn thần biến, thần ma chuyển biến thứ 5 tiếp theo cần anh phải bước vào cảnh giới hóa thân mới có thể tu luyện. Thật ra 4 chuyển biến đầu của thần ma cửu biến đều thuộc thần biến. Chuyển biến thứ 5 đến thứ 8 thuộc ma biến, chuyển biến thứ 9 mới gọi là thần ma biến. Sau đó tu luyện cảnh giới hóa thân cần có một vật dẫn phù hợp, đến hiện tại, Ngô Bình chưa tìm được vật dẫn vừa ý nên vẫn đợi một chút rồi hắn đột phá cảnh giới hóa thân. 3 ngày sau, quả nhiên công chúa Thiên Mông đó xuất hiện, nhìn thấy 100 viên thánh tâm đan, cô ta vui vẻ trả 3.000 tiền báu. Anh chắc là đệ tử của môn phái lớn nào đó nhỉ, cô ta nghe ngóng được thân phận của Ngô Bình. Ngô Bình nói, tiên vực Vĩnh Hằng. Công chúa Thiên Mông ngạc nhiên, hóa ra anh là thiên kiêu của tiên vực Vĩnh Hằng, thất lễ rồi. Ngô Bình lười phí lời với cô ta, lấy đan dược rồi thì cô có thể đi. Đuổi công chúa Thiên Mông đi xong, Ngô Bình nghỉ ngơi chốc lát rồi đến Thái Thanh Thiên Cảnh. Vì khá nhiều không gian đã được mở ra nên bây giờ anh không cần đi quang địa tiên giới vẫn có thể đến thẳng Thái Thanh Thiên Cảnh. Vân Phủ ở Thái Thanh Thiên Cảnh. Khi Ngô Bình nhìn thấy Vân Tịch, cô ấy đang sầu muộn ở đó. Ngô Bình, Vân Tịch, em sao thế? Vân Tịch, chồng ơi, nhà họ Vân ở Thái Thanh Tiên Cảnh chỉ là một phần của vương tộc nhà họ Vân, bên đó đã phái người đến tiếp quản chỗ chúng ta rồi, bây giờ cụ tổ đã không còn là người nắm quyền quản lý của nhà họ Vân nữa nên rất nhiều chuyện đã thay đổi. Ngô Bình biết ngay Vân Tịch đang lo lắng điều gì, ý em nói là cuộc hôn nhân của chúng ta à? Vân Tịch gật đầu, nhà họ Vân muốn kết thông gia với vài gia tộc lớn xung quanh, em cũng nằm trong danh sách được chọn. Hai hôm nữa có một buổi họp mặt, cậu chủ hay thế tử của các thế lực đó đều sẽ xuất hiện, sau đó sẽ chọn người hợp ý trong số bọn em. Ngô Bình, chắc anh cũng có thể tham gia nhỉ? Vân Tịch nhìn anh nói, trong đó cũng có cả Thiên Địa Kiếm Tông. Ngô Bình, vậy thì dễ giải quyết rồi, anh nói một tiếng với tông chủ, hai hôm nữa anh tự mình đến. Vân Tịch mặt đỏ bừng, nếu anh chọn em, hôm đó có thể dẫn em đi, nhưng nghe nói người đến vào hôm đó rất đông, trong đó có không ít thiên tài. Nếu còn người khác chọn chúng em, anh phải đánh bại hắn mới được. Ngô Bình, vậy thì có gì khó chứ, ai chọn em thì anh đánh người đó. Ở nhà họ Vân một lúc lâu, anh mới quay về Thiên Địa Kiếm Tông, gặp được tông chủ hóa thân rồi nói rõ sự việc. Nghe nói Ngô Bình muốn cưới con gái nhà họ Vân. La Thiên Tướng cười nói, trước đó ta còn đang suy nghĩ xem nên phái ai đến, nếu con đã có người trong lòng thì để con đi vậy. Ngô Bình, cảm ơn Tông Chủ. La Thiên Tướng, có chuyện này muốn nói với con, Đại hội Tiên Truyền của Đại lục Côn Luân sắp diễn ra rồi. Đại hội Tiên Truyền, Ngô Bình nhớ lúc đó địa tiên giới cũng có một Đại hội Tiên Truyền. La Thiên Tướng, Đại hội Tiên Truyền này do Thiên Đạo Môn tổ chức, 10 năm một lần. Lần này chỉ cần thông qua sàng lọc là có thể vào được đại điện tiên truyền, nhận được truyền thừa vô thượng của Thiên Đạo Môn. Người nhận được truyền thừa, dù có phải đã gia nhập môn phái hay không đều có thể gia nhập vào Thiên Đạo Môn. Ngô Bình, Sư Tôn, Thiên Đạo Môn này rất mạnh sao? La Thiên Tướng, Thiên Đạo Môn cực kỳ lâu đời, Đại Thiên Tôn xuất hiện từ Thiên Đạo Môn. Ngô Bình ngạc nhiên, Đại Thiên Tôn là đệ tử của Thiên Đạo Môn. La Thiên Tướng gật đầu. Năm đó mạnh như tiên quốc cũng không thể đánh lại Thiên Đạo Môn, thậm chí có người cho rằng Thiên Đạo Môn mới là thế lực mạnh nhất trên đại lục Côn Luân.
Ngô Bình nói, sư tôn muốn con đi tham gia đại hội tiên truyền. La Thiên Tướng nói, đúng thế, nếu con có thể gia nhập vào thiên đạo môn thì rất có lợi cho thiên địa kiếm tông, hơn nữa đệ tử của thiên đạo môn có thể bước vào tiên đình để làm việc. Nói đến đây La Thiên Tướng cười, Tiểu Bình, con đến đại thế giới huyền hoàng, tối nay có một bữa tiệc được tổ chức là vì con phải thể hiện bản lĩnh của mình ra, đừng để sư tôn mất mặt. Ngô Bình chớp mắt, sư tôn, mục đích của bữa tiệc không tốt, là ai nhằm vào con? La Thiên Tướng, mặc dù ta là tông chủ nhưng không phải nắm toàn quyền quyết định trong tông môn, dù sao bên trên vẫn còn ba thái thượng trưởng lão và một số thượng trưởng lão khá cường thế. Hôm nay, nếu con khiến mọi người kinh ngạc thì ta có thể dễ dàng hơn, nếu con bị họ bắt nạt, vậy thì thầy cho ta đều phải cam chịu số phận thôi. Ngô Bình cạn lời, sư tôn tốt xấu gì cũng là tông chủ, sao nói như thể mình rất đáng thương vậy? La Thiên Tướng nói, trừ khi sư tôn có thể trở thành bán bộ kim tiên, nếu không sẽ rất khó chèn ép họ. Dĩ nhiên, nếu con có đủ bản lĩnh làm cho họ nhìn thấy tương lai sáng lạn của mình, họ cũng sẽ kính trọng vi sư. Ngô Bình, đệ tử hiểu rồi. La Thiên Tướng gật đầu, con vẫn chưa hiểu rõ giá trị của bản thân, với tư chất của con, dù có ở thế lực đỉnh cấp như thần thổ thông thiên hay âm dương giáo, con cũng được xếp vào top thiên kiêu tuyệt thế. Có con ở đây, trong tương lai, thiên địa kiếm tông chúng ta có thể xuất hiện một đại la kim tiên, có con ở đây thiên địa kiếm tông sẽ có tương lai sáng lạn. Dù là ba thái thượng trưởng lão thì cũng phải xem trọng, ra sức bồi dưỡng con, vì một khi con lên đến đỉnh cao, mọi người đều sẽ hưởng ké lợi ích. Có câu một người đắc đạo, cả họ được nhờ, tình hình này giống câu đó đấy. Ngô Bình cười khổ, sư tôn đừng đánh giá cao con quá. La Thiên Tướng, đây không phải là đánh giá cao mà là dự tính trước cho tương lai, con biết âm dương giáo không? Ngô Bình gật đầu, đệ tử biết. La Thiên Tướng, âm dương giáo vốn dĩ chỉ là một tông môn hạng ba, thường bị các tông môn khác chèn ép nhưng bỗng có một ngày, âm dương giáo xuất hiện một thiên kiêu, người đó trở thành thiên tiên chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi, thần đến giết thần, tiên đến diệt tiên, làm cho âm dương giáo trở thành tông chủ hàng đầu, cộng thêm hắn ta có quan hệ rộng. Giết vài thế lực siêu cấp cũng nhượng bộ đối phương, không muốn gây mâu thuẫn. Sau đó hắn ta thăng cấp lên Đại La, dĩ nhiên âm dương giáo cũng trở thành đại giáo muôn đời, bây giờ có ai dám bất kính với âm dương giáo? Ngô Bình, sư tôn, đệ tử hiểu rồi. La Thiên Tướng, ừ, đi đi, mấy sư huynh của con đang đợi ở đó. Vì trận truyền tống đã được mở ra, Ngô Bình lập tức truyền tống thẳng đến đại thế giới huyền hoàng. Trong điện truyền tống, anh nhìn thấy tam sư huynh Hoa Nguyên Cát và tứ sư huynh Tả Kỳ Phong đang đợi anh. Thấy Ngô Bình đến, Hoa Nguyên Cát nói, sư đệ, chuyến này đi phải mất mấy ngày, chúng ta rất gấp. Ngô Bình, gặp chuyện gấp thì phải đi xử lý ngay thôi. À phải rồi, lúc đến, em nghe sư tôn nói tối nay tổ chức tiệc. Tả Kỳ Phong gật đầu, bữa tiệc tối nay có quy chuẩn cực cao, ngoài ba thái thượng trưởng lão dự thính thì huyền hoàng môn cũng cử hai đệ tử thiên tài đến. Ngô Bình hơi ngạc nhiên, ba thái thượng trưởng lão cũng tham gia sao? Tả Kỳ Phong nói, vì sư tôn đã nói sư đệ là thiên kiêu, cái danh xưng thiên kiêu này không thể dùng bừa nên dĩ nhiên ba thái thượng trưởng lão đều rất kinh ngạc. Ngô Bình, vậy người huyền hoàng môn đến làm gì? Tả Kỳ Phong, huyền hoàng môn và chúng ta vừa là địch vừa là bạn, lúc gặp nguy hiểm thì hai bên sẽ giúp đỡ nhau, thời kỳ hòa bình, hai bên thi thoảng sẽ đấu đá nhau. Nhưng về cơ bản, hai bên là bạn tốt. Từng thiết lập nhiều mối quan hệ thông gia. Sư đệ, nếu cậu là thiên tài có đủ bản lĩnh thì có thể cưới được nữ đệ tử xinh đẹp nhất của huyền hoàng môn tiên tử Ngưng Ngọc. Ngô Bình xua tay, sư huynh, em không có hứng thú. Hoa Nguyên Cát, cậu không có hứng thú nhưng tiên tử người ta thích đấy. Sư đệ yên tâm, người tu hành chúng ta không sợ tam thê tứ thiếp, như sư huynh đây cũng có đến 8 vợ, 27 thiếp đấy, mọi người chẳng phải cũng sống tốt đó sao? Ngô Bình rất ngạc nhiên, sư huynh, nói thế tức là anh có 35 người vợ. Vậy anh làm thế nào được thế, một ngày ngủ với mấy người à? Hoa Nguyên cắt liếc anh một cái, sư đệ cũng thô thiển quá đó, sư huynh tài giỏi như vậy, mỗi đêm ít nhất có thể ngủ với 10 người. Ngô Bình giơ ngón tay cái lên, sư huynh, anh có thể sống đến giờ đúng là chẳng dễ dàng. Tả Kỳ Phong bật cười, thể chất của tam sư huynh khá đặc biệt. Dương khí rất mạnh nên mỗi ngày cần phụ nữ điều hòa âm dương. Ba người vừa nói vừa cười quay về đến Thiên Địa Kiếm Tông. Ba người đi đến Thiên Địa Kiếm Tông, nơi Ngô Bình sống là một sân nhỏ nằm trong rừng Tử Trúc.
Sân vườn rất lớn, diện tích hơn 1000 mẫu đất, bên trong có rất nhiều phòng ốc, tường gạch đều được làm bằng tiên ngọc mài nhẵn, trong sân có một nhóm người hầu, không phân biệt nam nữ, đều là tất cả đều trẻ đẹp. Ngô Bình bước vào, mọi người đồng thanh nói, chào công tử. Ngô Bình gật đầu rồi bảo người ra ngoài, anh ngồi vào trong phòng khách, người giúp việc bưng trà lên, trà là do Ngô Bình tự làm, rất ngon. Hoa Nguyên Cát, sư đệ, chúng ta đợi cậu về là vì muốn nói trước với cậu một việc. Ngô Bình, chuyện gì thế? Hoa Nguyên Cát, bữa tiệc hôm nay rất quan trọng, có thể nói nó sẽ quyết định địa vị sau này của sư đệ ở Thiên Địa Kiếm Tông. Tả Kỳ Phong, đúng thế, vậy nên sư đệ nhất định phải thể hiện thiên tài của mình. Chúng ta nói xong những chuyện này, sư đệ nên đi khảo hạch cấp bậc đại sư luyện đan đi. Hoa Nguyên Cát, ừ, thân phận đại sư luyện đan này có thể tăng thêm không ít điểm cho sư đệ. Ngô Bình, em không có tự tin, không biết họ muốn đối phó với em thế nào. Tả Kỳ Phong nói, Lâm Trường Sinh là người duy nhất có danh hiệu tiên quân, hắn chắc chắn sẽ muốn áp đảo cậu vì một khi cậu lên đến đỉnh cao, hắn sẽ là người bị tổn thất nhiều nhất. Người thứ hai dĩ nhiên là các đệ tử ưu tú của Thiên Địa Kiếm Tông. Trước khi sư đệ lên được đỉnh cao, họ có thể lấy được chia rất nhiều tài nguyên, trung bình mỗi người có ít nhất 100 triệu tiền báu, nhưng nếu sư đệ được công nhận là thiên kiêu, tông môn sẽ tận lực bồi dưỡng sư đệ, đến lúc đó sư đệ có thể nhận được tối thiểu là 1/3 tài nguyên của Thiên Địa Kiếm Tông, thậm chí là một nửa. Tim Ngô Bình đập nhanh, một nửa tài nguyên. Hoa Nguyên Cát và Tả Kỳ Phong gật đầu, đúng thế, tông môn bồi dưỡng sư đệ sẽ không tiếc bất cứ giá nào, bất cứ thứ gì. Ngô Bình thật không ngờ thiên kiêu lại nhận được đãi ngộ cao như thế từ tông môn. Anh hỏi, có phải thiên kiêu của các thế lực siêu cấp cũng được hưởng thụ đãi ngộ như vậy không? Hoa Nguyên Cát lắc đầu, thiên kiêu của thế lực siêu cấp không chỉ có một, nên tính trung bình ra thì tài nguyên của họ chưa chắc có thể so được với sư đệ. Đương nhiên, xét về công pháp, Thiên Địa Kiếm Tông của chúng ta không thể so được với thế lực siêu cấp. Tả Kỳ Phong khẽ thở dài, sư đệ không cần kinh ngạc, thật sự là Thiên Địa Kiếm Tông quá cần thiên kiêu, vì địa vị của Thiên Địa Kiếm Tông khá nhạy cảm, nếu không thể lớn mạnh thì sau này sẽ không còn chỗ đứng. Không chỉ có Cửu Thiên Kiếm Vực đang hăm he chúng ta, đến Tiên Đình cũng không yên tâm. Vì vậy ngoài mặt Thiên Địa Kiếm Tông có vẻ rất an toàn nhưng thực tế lại đang đứng trước bờ vực giữa sự sống và cái chết. Thậm chí ba vị thái thượng trưởng lão dần dần cũng đã muốn rời khỏi kiếm tông, tự tìm lối thoát. Ngô Bình nói, em hiểu rồi, sư huynh, ý của anh là hôm nay em nhất định phải để họ biết em là thiên kiêu. Hai người đồng thanh đáp, không sai. Anh mỉm cười, nói chuyện này thì dễ. Ba người uống trà một lúc thì lại lên đường tiến về thành Huyền Hoàng. Trước đó Ngô Bình đã trở thành đại sư luyện đan ở đây. Lần này anh phải thi được đại sư luyện đan cấp cao hơn. Lúc anh quay lại hội quán luyện đan, những người tiếp đón đều rất khách sáo với anh, vì bây giờ anh đã là thầy luyện đan cấp cao. Xin hỏi anh muốn thi cấp độ nào? Ngô Bình, làm phiền, tôi muốn khảo hạch đại sư luyện đan 4 sao. Chỉ có thế lực siêu cấp mới cung phụng được đại sư luyện đan 5 sao, anh cảm thấy mình không cần thiết phải gấp gáp đạt tới mức đó. Hơn nữa, anh có lòng tin với cấp 4 sao hơn. 5 sao thì sẽ có chút mạo hiểm. Hoa Nguyên Cát và Tả Kỳ Phong nghe Ngô Bình nói thì vui mừng, cả nhìn nhau cười. Người tiếp đón rất vui vẻ nói, được, mời đi theo tôi. Ngô Bình thấy anh ta không nhận tiền thì hỏi, không thu tiền sao? Đối phương mỉm cười, nói thầy Trương, vì anh là thầy luyện đan cao cấp nên có thể miễn phí 3 lần khảo hạch đầu tiên. Ngô Bình đến một phòng luyện đan lớn hơn nhiều, bên trong được bày trí tinh tế. Phẩm chất của lò luyện đan cũng rất cao. Vì thầy luyện đan 4 sao phải thi rất nhiều nội dung, anh phải chọn ra 2 nhóm phương thuốc từ 3 nhóm để khảo hạch, tổng cộng phải luyện chế 6 lò. Ngô Bình nhìn sơ qua phương thuốc thì biết không có vấn đề gì lớn nên bắt tay vào luyện ngay. Lò đan đầu tiên ra đan bậc 3 là qua ải nhưng anh luyện chế ra thành đan bậc 1. Lò đan thứ 2 yêu cầu phải là đan bậc 2, anh vẫn luyện được đan bậc 1. Lò thứ 3 và thứ 4 chỉ cần luyện được đan bậc 1 là qua ải, anh luyện được đan vương phẩm. Lò thứ 5 và thứ 6 phải luyện được đan vương phẩm mới qua được ải, anh đã luyện được đan đế phẩm. Ngô Bình mất hơn 3 tiếng đồng hồ, đan do anh luyện ra lần lượt được kiểm nghiệm và đánh giá. Cuối cùng, hội quán luyện đan đã đưa ra quyết định, Ngô Bình chính thức trở thành thầy luyện đan 4 sao. Hội quán luyện đan kinh ngạc, lát sau,
một đại sư luyện đan mang huy hiệu 4 sao màu bạc bước ra, đích thân trao tặng danh hiệu cho anh. Lúc Ngô Bình nhận được huy hiệu thì phát hiện 4 ngôi sao trên huy hiệu có màu tím, anh hỏi, đại sư, sao màu sắc ngôi sao của chúng ta không giống nhau? Ông già mỉm cười, nói, đại sư, 4 sao cũng có phân cao thấp, cao nhất là màu tím, sau đó là màu vàng, cuối cùng là màu bạc. Cậu là đại sư luyện đan tử 4 sao cấp cao nhất. Ngô Bình gật đầu, cảm ơn vì đã giải thích. Lúc Ngô Bình ra khỏi hội quán luyện đan, Hoa Nguyên Cát và Tả Kỳ Phong nhìn thấy 4 ngôi sao tím thì đồng loạt thốt lên kinh ngạc. Đại sư luyện đan tử 4 sao, đúng là có bản lĩnh. Ngô Bình mỉm cười, nói cũng tạm thôi, chờ em trở thành tiên quân thì sẽ đến thi 5 sao. Hoa Nguyên Cát cười to ha ha, nói cũng trễ rồi, chúng ta mau chóng đến tham gia tiệc thôi. Ba người dùng thuật độn quang, quay về Thiên Địa Kiếm Tông với tốc độ nhanh nhất. Lúc đến trước một đại điện, Ngô Bình thấy bên trong thắp đèn sáng choang, rất nhiều người đã có mặt bên trong. Hoa Nguyên Cát thốt lên, thôi rồi, chúng ta đến muộn rồi, e là sẽ bị bọn họ trách móc, làm khó. Tả Kỳ Phong mỉm cười, nói, sợ gì chứ, để đó anh ứng phó cho. Ba người vội vã đến trước đại điện, bậc cửa của đại điện cao hơn 3 mét, cần phải bay qua, nhưng nếu như vậy thì trông họ lếch thếch quá. Vì vậy, lúc đến trước bậc cửa, cơ thể Ngô Bình bỗng trở nên cao to, cao đến 10 mét, anh bước qua bậc cửa, sau đó cơ thể thu nhỏ trở lại, quay về với kích thước vốn có. Ba người vào trong điện, nhìn thấy mọi người đã ngồi hết chỗ, đếm sơ thì thấy ít nhất cũng có hơn cả 100 người. Vị trí ngồi cao nhất dành cho một bị chân tiên, khí chất bất phàm, đấy là La Thiên Tướng. Ba ghế ngồi phía sau là ba thái thượng trưởng lão, tiếp theo bên dưới là các vị thái thượng trưởng lão và trưởng lão. Đồng thời cũng có một số khách mời đến từ Huyền Hoàng Môn, cũng như các đệ tử tinh nhuệ, đệ tử thân truyền của Thiên Địa Kiếm Tông. Lúc này, tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Ngô Bình. Dáng vẻ cười trên sự đau khổ của người khác hiện rõ trong mắt của rất nhiều người. Nhưng người lên tiếng đầu tiên là La Thiên Tướng. Ông ta hạ giọng nói, Trương Tiểu Bình, buổi tiệc hôm nay dành cho con nhưng sao con lại đến trễ? Ngô Bình không giải thích, nói, đồ đệ biết lỗi. La Thiên Tướng hừ một tiếng nặng nề, nói, người đâu, kéo ra ngoài, đánh 100 roi kiếm. Roi kiếm là một loại dụng cụ tra tấn đáng sợ, địa tiên bình thường chỉ cần 2-3 roi là trọng thương ngay, 100 roi là hình phạt cực kỳ nặng. Sư tôn, đệ tử có lời muốn nói, lúc này Tả Kỳ Phong mới hét lớn. La Thiên Tướng, con muốn nói gì? Tả Kỳ Phong nói, thật ra hôm nay do đệ tử đã nằng nặc đòi kéo sư đệ ra ngoài nên mới đến trễ. Mọi người đều tò mò, thầm nghĩ, cái tên Tả Kỳ Phong này định chạy ra gánh tội thay sao? La Thiên Tướng bình thản nói, ồ, sao con lại một mực muốn kéo nó ra ngoài? Tả Kỳ Phong liền hào hứng nói, vì sư đệ là một thiên tài luyện đan nên con đã dắt cậu ấy đến hội quán luyện đan để khảo hạch, hy vọng cậu ấy có thể càng tỏa sáng hơn trong buổi tiệc tối nay. Anh ta vừa dứt lời thì phần lớn mọi người ở đó đều không tin, cho rằng đấy chỉ là cái cớ. Một đệ tử tinh nhuệ nói với giọng châm biếm, vậy sao? Không biết vị Trương sư huynh mới đến này có trở thành thầy luyện đan chưa? Tả Kỳ Phong nhìn sang người vừa lên tiếng, là Phòng Tiên Chi một trong những đệ tử tinh anh. Trong số các đệ tử tinh anh, ngoài Lâm Trường Sinh ra thì hắn ta là người có tư chất tốt nhất, Thiên Địa Kiếm Tông có rất nhiều đệ tử tình nguyện đi theo hắn ta. Tả Kỳ Phong nói, Phòng Tiên Chi, nghe cách cậu nói có vẻ như cậu không cho rằng sư đệ tôi có thể trở thành thầy luyện đan. Phòng Tiên Chi cười he he, nói, trở thành thầy luyện đan khó thế nào? Đương nhiên nếu chỉ là thầy luyện đan tập tành thôi thì cũng dễ. Tả Kỳ Phong, đáng tiếc, để câu phải thất vọng rồi, sư đệ Trương Tiểu Bình của tôi bây giờ đã là thầy luyện đan. Mọi người nháo nhào lên, thầy luyện đan, phải biết rằng, cả Thiên Địa Kiếm Tông cũng chỉ có 4 thầy luyện đan thôi, 2 người là thầy luyện đan 2 sao, 2 người khác là thầy luyện đan 1 sao. Ồ, thật à? Một vị thái thượng trưởng lão lên tiếng, sau lưng ông ta có 5 con rồng ảo thoát ẩn thoát hiện. Ông ta là Ngũ Long Thiên Quân, người có thực lực mạnh nhất trong số 3 vị thái thượng trưởng lão. Ngô Bình liền lấy huy hiệu đại sư luyện đan tử 4 sao ra, mọi người nhìn thấy 4 ngôi sao tím bên trên thì mới giật mình. Đại sư luyện đan tử 4 sao thường được nhận định là nhân vật rất có tiềm năng trở thành đại sư luyện đan 5 sao. Mắt Ngũ Long Thiên Quân sáng lên, ông ta mỉm cười nói, nhóc con được đấy. Không ngờ lại là đại sư luyện đan tử 4 sao, giỏi thật,
thiên tướng, thu nhận được một đồ đệ giỏi đó. La thiên tướng cũng tỏ vẻ hài lòng, thành tựu của đệ tử Trương Tiểu Bình có phần vượt ngoài tưởng tượng của ông ta. Ông ta nói, nếu như đã đến hội quán luyện đan thì hôm nay không phạt con nữa. Ngô Bình vội nói, cảm ơn sư tôn. La thiên tướng, Tiểu Bình, con vừa đến Thiên Địa Kiếm Tông, có một vài trưởng bối mà chưa biết con, để thầy giới thiệu cho con bước lên trước đi. Ngô Bình bước đến trước mặt La thiên tướng, La thiên tướng chỉ vào Ngũ Long Thiên Quân, nói, vị này là Thái Thượng Trưởng Lão, Ngũ Long Thiên Quân, ông ấy là Thái Sư Tôn của con, cũng là trưởng lão có thực lực mạnh nhất của Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta. Ngô Bình vội chào, đệ tử ra mắt Thái Sư Tôn. Ngũ Long Thiên Quân cười he he, nói, ngoan, không cần đa lễ. Lần đầu gặp mặt, Thái Sư Tôn tặng con thứ này. Ông ta nói xong thì lấy ra một bùa ngọc hình rồng, to bằng bàn tay, chứa uy lực đáng sợ. Mọi người nhìn thấy bùa ngọc đó thì đều giật mình, đến cả La Thiên Tướng cũng nói, sư phụ, đấy là vật Đại Thiên Tôn tặng người muốn tặng cho Tiểu Bình sao? Những người xung quanh vô cùng kinh ngạc bởi vì miếng bùa ngọc này có tên gọi là bùa thần ngọc hoàng hiển thánh như ý. Sau khi sử dụng nó, bất luận là người sử dụng muốn tạo ra hiệu quả như thế nào thì loại bùa thần này đều có thể hiển linh. Năm xưa, Ngũ Long Thiên Quân lập được đại công nên mới được Thiên Tôn tặng cho báu vật này. Không ngờ giờ ông ấy lại tặng lại nó cho Ngô Bình. Ngũ Long Thiên Quân cười nói, đứa trẻ này là hy vọng của Thiên Địa Kiếm Tông chúng ta, tặng cho cậu ấy thứ quý giá nhất cũng là chuyện thường tình. Ngô Bình cảm ơn Ngũ Long Thiên Quân. La Thiên Tướng lại giới thiệu một vị Thái Thượng Trưởng Lão, vị này tên là Vũ Thiên Sầu, người đời gọi là Thiên Sầu Thiên Quân, sức mạnh chỉ xếp sau Ngũ Long Thiên Quân. Ngô Bình cung kính chào hỏi, tham kiến Thiên Quân. Thiên Sầu Thiên Quân khẽ gật đầu đáp, được lắm, nghe nói cậu là chân nhân nhất phẩm, có đúng vậy không? Ngô Bình đáp, đệ tử đã tu luyện tới cấp 10 rồi. Xung quanh đột nhiên im phăng phắc, cấp 10 của Thiên Địa Kiếm Quyết gọi là nhất kiếm phá vạn pháp, độ khó cực kỳ cao. Trong nhận thức của họ, Thiên Địa Kiếm Quyết có 21 cấp, trẻ măng như vậy mà đã tu luyện tới cấp 10, đúng là thiên tài của những thiên tài. Thế nhưng, cũng có người không tin lời Ngô Bình. Bởi vì có không ít người ở cảnh giới động thiên, thậm chí là cảnh giới bất tử mà cũng chỉ vừa bắt đầu tu luyện tới cấp 10, sao Ngô Bình có thể vượt mặt họ kia chứ? Trương sư đệ, cậu nói đã tu luyện đến cấp 10 Thiên Địa Kiếm Quyết, có thể biểu diễn một chút cho bọn ta mở rộng tầm mắt không? Người vừa lên tiếng dung mạo tuấn tú, trông chừng 20 tuổi. Đó chính là đệ tử của Thượng trưởng lão Ninh Tố Vân, tên là Lâm Trường Sinh. Anh ta cũng là tiên quân duy nhất của Thiên Địa Kiếm Tông. Ngô Bình còn chưa kịp phản ứng thì Tả Kỳ Phong lập tức nói, không sai, sư đệ, dù đệ có tài giỏi đến đâu thì cũng phải cho người khác biết mới được. Hay là cứ thử tới chỗ bia thử kiếm cho mọi người xem thử kiếm quang của đệ lợi hại đến đâu đi. Bia thử kiếm là một tấm bia đá của Thiên Địa Kiếm Tông. Vốn nó không phải là đồ của Thiên Địa Kiếm Tông mà là do một vị tông chủ tình cờ có được. Thi triển kiếm quang trước tấm bia này có thể đánh giá uy lực của kiếm quang. Nếu có thể phá kỷ lục thì sẽ nhận được phần thưởng. La Thiên Tướng nhìn Ngô Bình, ông ta vô cùng kinh ngạc trước tốc độ tu luyện Thiên Địa Kiếm Quyết của anh. Ông ta hỏi, Tiểu Bình, ý con thế nào? Ngô Bình, sư tôn, chỉ là một đạo kiếm quang thôi mà, con làm được. Thế rồi, tất cả mọi người đi ra khỏi đại điện, đi tới một cái quảng trường rộng của Thiên Địa Kiếm Tông. Ở giữa quảng trường có một tấm bia sắt cao tới vạn mét, màu đen huyền. Hoa Nguyên Cát, sư đệ, đây chính là bia thử kiếm. Nghe nói đằng sau thứ này có thể nối liền với thế giới kiếm đạo. Cậu có nhìn thấy những chữ số trên này không? Đó là bảng xếp hạng uy lực kiếm quang của các tu sĩ có cùng cấp độ. Ngô Bình nhìn kỹ, trên tấm bia quả thực có rất nhiều bảng xếp hạng, mỗi bảng chỉ có tên 10 người. Hoa Nguyên Cát, trong thiên hạ có tổng cộng 12 tấm bia thử kiếm này. Cửu Thiên Kiếm Vực có một tấm, Kiếm Đạo Quân một tấm, chúng ta một tấm. Còn lại thì phân tán khắp nơi. Nếu cậu lọt vào top 10 thì trên cả 12 tấm bia đều sẽ có tên cậu. La Thiên Tướng cười nói, Tiểu Bình, con thể hiện đi. Ai nấy căng mắt nhìn Ngô Bình, muốn xem kiếm quang của anh rốt cuộc lợi hại đến đâu. Ngô Bình giơ tay lên, một đạo kiếm quang mở ảo bay ra. Đạo kiếm quang này do hai nửa âm dương hợp thành, anh dùng kiếm quang này để thi triển một trong tứ đại kiếm chiêu mà anh từng học. Đoàng. Tấm bia rung lên dữ dội, sau đó chữ cái trong một bảng xếp hạng chạy loạn lên,
sau đó vị trí đầu tiên trong bảng xếp hạng biến thành một chỗ trống. Đằng sau chỗ trống đó viết đệ nhất kiếm thuật cảnh giới chân nhân. Đằng sau đó nữa là uy lực của đòn ban nãy, điểm tấn công của đòn ban nãy lên tới 950.000 điểm. Phải biết rằng từ cổ chí kim, bia thử kiếm này từng cho vô số cao thủ thử kiếm, nhưng số người được ghi tên trên tấm bia này cực kỳ ít. Ít nhất thì Thiên Địa Kiếm Tông và Cửu Thiên Kiếm Vực chưa từng có ai được ghi tên ở đây. Ngũ Long Thiên Quân mừng lắm, ông ấy bay ra trước tấm bia, viết mấy chữ Trương Tiểu Bình lên vị trí vừa để trống. Lập tức, tên Trương Tiểu Bình xuất hiện trên vị trí đầu tiên của một bảng xếp hạng. Đồng thời, toàn bộ 12 tấm bia thử kiếm trong thiên hạ đều rung lắc dữ dội, sau đó tên Trương Tiểu Bình xuất hiện trên toàn bộ tấm bia này, khiến không ít tông phái kiếm đạo phải kinh ngạc. Thấy cảnh này, ba vị thiên quân cũng rất kinh ngạc, đệ nhất kiếm thuật cảnh giới chân nhân. Sức mạnh như vậy đã không còn là thiên tài bình thường nữa. Không chỉ có vậy, Lâm Trường Sinh và mấy người kia giờ đã phải phục Ngô Bình, vì họ biết họ và anh không phải người chung một thế giới. Họ vốn không đủ tư cách so kè với anh. La Thiên Tướng cũng kinh ngạc không kém, vốn ông ta cho rằng Ngô Bình sẽ đạt điểm số khá cao, khiến mọi người kinh ngạc. Nhưng ông ta đâu ngờ Ngô Bình lại xếp thứ nhất luôn. La Thiên Tướng, được lắm, mọi người tiếp tục dự tiệc thôi. Tất cả mọi người quay lại đại điện, nhưng ánh mắt họ nhìn Ngô Bình đã khác trước. Các đệ tử nhìn anh với vẻ kính cẩn và sùng bái, còn các vị trưởng lão thì ngưỡng mộ và vui sướng. Không khí buổi tiệc đã thay đổi, không còn ai chất vấn năng lực của Ngô Bình nữa mà nói chuyện với anh rất khách sáo. Lý do không gì khác ngoài Ngô Bình quá giỏi, hơn xa họ khiến họ không thể nào đấu kỵ được. Lâm Trường Sinh thậm chí còn đích thân ra kính rượu Ngô Bình, một câu sư huynh hai câu sư đệ. Trong số quan khách có hai nữ đệ tử của Huyền Hoàng Môn, họ vẫn luôn âm thầm quan sát chứ không nói năng gì cả. Lúc này, một nữ đệ tử đứng dậy đi về phía Ngô Bình. Cô gái này là tuyệt sắc giai nhân, dáng đi thướt tha yểu điệu. Cô ấy khẽ cúi người chào hỏi rồi nói, Ngô sư huynh, tôi kính anh. Ngô Bình uống chén rượu, cô gái kia nói, tiểu muội là Thượng Quan Linh Nhi. Tả Kỳ Phong cười tít mắt nói, sư đệ, Thượng Quan cô nương là tiên y số một hoàng đình, y thuật của cô ấy cũng đỉnh lắm. Ngô Bình cũng là cao thủ y đạo nên cảm thấy rất hứng thú, thực ra tôi cũng biết chút y thuật. Thượng Quan Linh Nhi ngạc nhiên, Ngô sư huynh cũng hiểu về y thuật sao? Hai người họ tán gẫu vài câu, Thượng Quan Linh Nhi cố tình hỏi anh vài câu hỏi phức tạp về y học mà Ngô Bình trả lời được ngay chẳng cần suy nghĩ. Điều đó khiến cô ấy càng thêm kinh ngạc. Sau đó hai người họ tiếp tục đi sâu thảo luận một số vấn đề cao thâm về y học. Những lý luận y học của anh khiến cô cảm thấy được truyền cảm hứng. Thậm chí cô ấy còn cảm thấy y thuật của Ngô Bình không thua kém gì bố cô ấy là Cửu Chỉ Y Tiên. Có rất nhiều người muốn tới nói chuyện với Ngô Bình, thấy Thượng Quan Linh Nhi đã chiếm sóng quá lâu, mấy nữ đệ tử Thiên Địa Kiếm Tông lập tức ra giành chỗ. Những nữ đệ tử này ai nấy xinh đẹp như hoa như ngọc, cô nào cô nấy dính lấy Ngô Bình như sam. Cô này rót rượu, cô kia đút hoa quả, có người còn trắng trợn lao cả vào lòng anh. La Thiên Tướng thấy hơi chướng mắt, vội vã đằng hắng một cái rồi gọi, Tiểu Bình, con qua đây. Ngô Bình lúc này mới thoát được nanh vuốt của các nữ đệ tử, đi tới chỗ La Thiên Tướng. La Thiên Tướng, tư chất của con đã vượt qua cả dự liệu của ta. Sau này mọi tài nguyên của Thiên Địa Kiếm Tông con đều có thể sử dụng. Ngô Bình, đa tạ sư tôn. La Thiên Tướng cười đáp, lát nữa, con đi cùng ta đến một nơi để gặp một người. Ông cụ liếc nhìn Ngô Bình rồi hỏi, là thiên tài sao? La Thiên Tướng, đã kiểm tra ở bia thử kiếm, là đệ nhất kiếm thuật cảnh giới chân nhân. Ông cụ chợt dừng động tác, đáp tất cả những thiên tài có thể đứng số một trên tấm bảng đó chắc chắn đều là tuyệt thế anh hùng. Ông ấy đứng dậy, kiếm khí kinh thiên tỏa ra xung quanh. Kiếm khí này rất khủng bố. Dường như đã vượt qua cả phạm vi của chân tiên. Da ông cụ không còn nhăn nheo nữa, ông ấy dần trẻ lại, tóc cũng chuyển màu đen. Sau cùng, ông ấy trở thành một người đàn ông chỉ chừng 40 tuổi. La Thiên Tướng mừng rỡ, chúc mừng kiếm lão lấy lại được tu vi. Người đàn ông ừm một tiếng rồi nói, ta quy ẩn suốt trăm năm chính là để đợi ngày này. Ông ấy nhìn Ngô Bình rồi hỏi, nhóc con, cậu đã chuẩn bị tiếp nhận ý nghĩa kiếm đạo chưa? Ngô Bình kinh ngạc, ý nghĩa kiếm đạo. La Thiên Tướng, năm xưa kiếm lão từng đi vào kiếm quan, dùng thân thể phong ấn ý nghĩa kiếm đạo nên gần như mất hết tu vi.
Nếu truyền lại ý nghĩa kiếm đạo cho con thì kiếm lão cũng phải hy sinh thân thể của mình. Ngũ Long Thiên Quân, kiếm lão vẫn đang chờ một người có đủ tài năng, nếu không sẽ không thể lĩnh ngộ ý nghĩa kiếm đạo. Trương Tiểu Bình, cậu đã chuẩn bị chưa? Ngô Bình giật mình, anh cúi người vái kiếm lão, đệ tử sẵn sàng rồi. Kiếm lão khẽ mỉm cười rồi ấn lên đỉnh đầu Ngô Bình. Đột nhiên, vô số thông tin được truyền vào đầu Ngô Bình. Ý nghĩa kiếm đạo như một thực thể sống, sau khi vào trong cơ thể Ngô Bình thì nó liên tục chạy loạn khắp nơi. Ngô Bình phát hiện cách duy nhất để kiểm soát ý nghĩa kiếm đạo là lĩnh ngộ được nó. Vậy nên anh lập tức ngồi xuống dùng toàn lực để lĩnh ngộ. Mấy người La Thiên Tướng không phiền anh mà đích thân ra bên cạnh canh giữ chờ kết quả. 2 tiếng rồi 4 tiếng trôi qua, đến tận khi trời sáng, kiếm lão đã biến thành một cái xác khô. Còn Ngô Bình cuối cùng cũng đã lĩnh ngộ được ý nghĩa kiếm đạo. Ý nghĩa này thực ra chính là ý nghĩa âm dương. Ngô Bình vốn đã có hiểu biết thâm sâu về âm và dương rồi, đến kiếm quang mà anh tu luyện cũng chia thành 2 đạo âm và dương nên lĩnh ngộ ý nghĩa này cũng không phải việc quá khó khăn. Khi Ngô Bình choàng mở mắt, La Thiên Tướng vội vã hỏi, thế nào rồi, con có lĩnh hội được ý nghĩa kiếm đạo không? Ngô Bình gật đầu khiến La Thiên Tướng vui như mở cờ trong bụng. Lúc này, Ngô Bình nhìn thấy xác của kiếm lão, anh không khỏi thở dài hỏi, kiếm lão tại sao lại muốn làm như vậy? La Thiên Tướng đáp, kiếm lão năm xưa là thiên tài số 1 của Thiên Địa Kiếm Tông. Ông ấy từng đi vào âm dương kiếm quan của thế giới kiếm đạo. Ý nghĩa kiếm đạo hay còn gọi là ý nghĩa âm dương này rất đặc biệt, bởi nó có 1 không 2. Nếu đã có người lĩnh hội rồi thì người khác không thể lĩnh hội nó được nữa. Kiếm lão không muốn mất cơ hội quý giá nên lúc đó đã dùng bí thuật phong ấn nó trong cơ thể, nhưng điều đó cũng hút dần đi sinh lực của ông ấy. Hôm nay ông ấy đem ý nghĩa kiếm đạo truyền hết cho con nên sinh khí cũng hoàn toàn bị rút cạn. Nói tới đây, La Thiên Tướng nói tiếp, kiếm lão có một kẻ thù năm xưa đã giết chết cả nhà ông ấy, tổng cộng 49 mạng người. Tiểu Bình, nếu sau này con thành tài, hy vọng con có thể giúp ông ấy báo mối thù này. Anh chuẩn bị tu luyện hóa thân của âm dương kiếm đạo gồm 1 kiếm âm và 1 kiếm dương. Thực ra 2 hóa thân này là do anh luyện ra được từ ý nghĩa âm dương. Trọng tâm của nó là kiếm hoàn âm dương. Có điều, muốn tạo ra hóa thân kiếm đạo không chỉ cần kiếm hoàn mà còn cần rất nhiều dược liệu quý. Những dược liệu này hợp cùng kiếm hoàn mới tạo ra hóa thân kiếm đạo mạnh. Muốn tạo ra hóa thân kiếm đạo cần 15 loại dược liệu vô cùng quý và đắt đỏ. Ngô Bình lên mạng tìm kiếm một trong những loại dược liệu đó đã có giá hàng chục triệu tiền bảo. Số tiền cần để mua đủ 15 loại dược liệu là hơn 500 triệu tiền bảo. Anh không cần tự bỏ tiền túi ra mà chỉ cần đem danh sách dược liệu đưa cho La Thiên Tướng. La Thiên Tướng không nói 2 lời, lập tức sai người của Thiên Địa Kiếm Tông toàn lực tìm mua những dược liệu này. Sáng sớm hôm sau, cả 15 loại dược liệu anh cần đã được đưa đến tận cửa. Tả Kỳ Phong tò mò hỏi, sư đệ, cậu cần nhiều dược liệu thế này để làm gì? Nào là Tây Cực Kim Mẫu, Ngũ Hành Phù Kim, mặc dù là dược liệu quý nhưng có tác dụng gì trong việc tu luyện chứ? Ngô Bình, sư huynh, em muốn dùng chúng để tạo nên hóa thân kiếm đạo. Tả Kỳ Phong giật mình, hóa thân kiếm đạo. Ngô Bình gật đầu, thứ này không dễ luyện thành, em còn cần chuẩn bị thêm một thời gian nữa. Tả Kỳ Phong vô cùng khâm phục, sư đệ, cậu quá mạnh. Trên thế giới này số lượng kiếm tiên có thể luyện ra hóa thân kiếm đạo không quá 10 người. Tả Kỳ Phong không chém gió. Hóa thân kiếm đạo uy lực cực mạnh nhưng tu luyện khó và rất nguy hiểm. Trừ khi là các thiên tài, người thường không dám tu luyện thử. Mà dù có là thiên tài thì cũng rất ít người đủ khả năng tu luyện. Hôm nay là ngày đi tới nhà họ Vân, sau khi Ngô Bình từ biệt mọi người liền lập tức dùng thuật dịch chuyển về thế giới mặt đất. Sau đó anh dùng thân phận đệ tử tinh anh Trương Tiểu Bình của Thiên Địa Kiếm Phái để xuất hiện tại Vân Phủ. Vân Phủ hôm nay vô cùng đông đúc và náo nhiệt, bởi các thế lực lớn trên giang hồ đều phái đệ tử, các cậu ấm cô chiêu đến đây. Đồng thời Vân Phủ cũng cử ra một dàn mỹ nữ để tiếp đón khách khứa. Thiên Địa Kiếm Tô Tinh là một trong những tông phái hàng đầu giang hồ, cho nên địa vị của Ngô Bình cao hơn đám công tử thế gia bình thường không ít. Sau khi anh báo danh, lập tức được mời vào ngồi ở một vị trí phía trên. Trong sảnh tiệc của Vân Phủ, có hơn 30 nam thanh nữ tú đang ngồi, còn người của Vân Thị thì đang bưng trà rót nước phục vụ họ. Trong số những người đang ngồi có vẻ có khá nhiều người quen biết nhau. Họ túm năm tụm ba lại nói chuyện. Có điều Ngô Bình không quen những người này nên ngồi riêng một góc,
thưởng thức trà mình tự sao. Lúc này có một người đàn ông mặc áo choàng bạc rảo bước tới. Người này khí chất cao quý, trước ngực đeo huy chương đan sư cao cấp. Nhìn thấy tấm huy chương này, không ít người quay lại nhìn anh ta bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Đan sư cao cấp sao? Giỏi quá! Người này tên là Hoàng Nguyên Sinh, đệ tử của Đan Vương Tông. Trình độ luyện đan của tông phái này rất cao, cho nên Vân Thị có ý muốn tạo quan hệ tốt với họ. Hoàng Nguyên Sinh bước vào, liếc nhìn xung quanh thì phát hiện vị trí của mình không ở gần phía trước, sự sắp xếp chỗ ngồi này cho thấy anh ta không phải nhân vật được Vân Thị coi trọng nhất. Mặt anh ta sầm lại, lạnh lùng hỏi, đây là cách tiếp đãi khách khứa của Vân Thị các người sao? Người quản lý sắp xếp buổi tiệc vội chạy tới, cười nói, cậu chủ Hoàng, xin cậu vào chỗ ngồi trước, những chỗ ngồi này không được phân chia theo cấp bậc hay gì cả. Mặc dù người quản lý đã nói vậy nhưng Hoàng Nguyên Sinh vẫn rất khó chịu. Anh ta chỉ vào chỗ Ngô Bình đang ngồi rồi hỏi, nếu đã không phân thứ bậc thì bảo anh ta đổi chỗ cho tôi có được không? Người quản lý bất lực, đáp việc này, cậu Hoàng, vị này là cậu Trương đệ tử tinh anh của Thiên Địa Kiếm Tông. Hoàng Nguyên Sinh hừ một cái đáp, Thiên Địa Kiếm Tông thì sao? Được đổi chỗ cho tôi là vinh hạnh của anh ta. Mặc kệ quản gia khuyên ngăn, anh ta đi thẳng tới trước mặt Ngô Bình rồi hỏi, anh bạn, đổi chỗ được không? Ngô Bình liếc nhìn anh ta, đáp không đổi. Hoàng Nguyên Sinh cười lạnh, anh không nể mặt tôi sao? Ngô Bình cầm huy chương của đại sư luyện đan 4 sao tím để lên bàn. Hoàng Nguyên Sinh nhìn thấy huy chương thì giật bắn mình, mặt biến sắc rồi vội vã cúi gập người cung kính nói, xin đại sư bỏ qua cho. Tại hạ không biết thân phận của đại sư, xin hãy tha thứ cho tại hạ. Ngô Bình thu lại huy chương rồi hỏi, anh thi đan sư cao cấp ở đâu vậy? Hoàng Nguyên Sinh vội vã đáp, thưa đại sư, là ở hội quán đan sư. Ngô Bình bảo anh ta ngồi xuống bên cạnh, Hoàng Nguyên Sinh có ý muốn tạo quan hệ nên ở bên cạnh khom lưng nói chuyện với anh. Anh ta cười nói, Trương đại sư, địa vị của anh ở Thiên Địa Kiếm Tông chắc chắn rất cao đúng không? Dù gì thì địa vị của đại sư luyện đan 4 sao tím cũng không khác đại sư 5 sao là bao. Cũng chỉ có những thế lực mạnh nhất mới đào tạo được ra đại sư luyện đan 5 sao. Ngô Bình, cũng ổn, còn anh là người của Đan Vương Tông. Hoàng Nguyên Sinh, đúng vậy, tiểu đệ là đệ tử tinh anh của Đan Vương Tông, có thể đứng top 3 trong số các đệ tử về trình độ luyện đan. Ngô Bình không hiểu rõ về tông phái này, anh hỏi, vậy ở đó ai là đan sư giỏi nhất? Hoàng Nguyên Sinh, đan thuật cao minh nhất là tông chủ Sở Ngọc. Ông ấy là đan sư 3 sao. Nói đến đây, Hoàng Nguyên Sinh tiếp, đại sư, tôi nghe nói đan đỉnh môn có một thiếu niên chỉ 17 tuổi mà đã là đại sư luyện đan 2 sao. Đương nhiên không thể so với đại sư nhưng so với độ tuổi đó thì quả thực là quá giỏi. Đan đỉnh môn sao, đó là tông phái từng tồn tại cùng với kiếm phái Thục Sơn ở địa tiên giới, họ quả nhiên vẫn sống rất tốt vì làm gì có thế lực nào muốn đắc tội với đan sư. Hai người họ đang nói chuyện thì một cậu thiếu niên bước vào. Cậu ta đưa mắt nhìn quanh rồi ngồi xuống chỗ cách Ngô Bình không xa. Hoàng Nguyên Sinh ra hiệu cho Ngô Bình đây chính là cậu thiếu niên anh ta vừa nhắc tới. Ngô Bình liếc nhìn cậu thiếu niên thì phát hiện ra cậu ta đã là cao thủ cảnh giới âm dương rồi, linh hồn sơ sinh của cậu ta rất già dặn, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Có thể thấy có lẽ cậu ta đã đoạt xác để trùng sinh. Kiếp trước của người này rất có thể là một thầy luyện đan. Cho nên ở kiếp này cậu ta đã trở thành đại sư luyện đan 2 sao khi mới 17 tuổi. Cậu thanh niên nhìn thấy Hoàng Nguyên Sinh, vẻ mặt lộ rõ sự khinh bỉ. Anh ta vừa dứt lời thì mọi người đang ngồi đều kinh ngạc nhìn sang bên đó. Đại sư luyện đan 4 sao tím. Ai nấy nhìn Ngô Bình chòng chọc, đến cả người quản lý cũng kinh ngạc. Quản lý chỉ biết Ngô Bình là đệ tử tinh anh của Thiên Địa Kiếm Tông chứ không biết anh còn là đan sư 4 sao tím. Người quản lý vội vã đi báo lại chuyện quan trọng này với cấp trên. Cậu thiếu niên kia là người kinh ngạc nhất, kiếp trước cậu ta đã là đan sư nên hiểu rõ đại sư luyện đan 4 sao tím lợi hại đến mức nào, thậm chí có thể sánh ngang với đại sư luyện đan 5 sao thông thường. Có chứng cứ không, cậu thiếu niên không muốn tin nên quyết tâm hỏi đến tận cùng. Ngô Bình hôm nay tới là để cưới Vân Tịch về nên đương nhiên anh cũng phải thể hiện một chút. Cho nên... anh lập tức đem huy chương đại sư luyện đan của mình ra. Cậu thiếu niên giờ đã cứng họng vì loại huy chương này không thể làm giả bởi không ai đủ trình đóng giả một đại sư luyện đan cấp 4. Địa vị của đại sư luyện đan cấp 5 gần như ngang bằng với đại la kim tiên.
Địa vị của đại sư luyện đan 4 sao tím đương nhiên cũng rất cao, làm gì có ai dám mạo nhận. Cậu thiếu niên vội vã đứng dậy hành lễ, vinh hạnh được gặp đại sư. Ngô Bình đáp, vinh hạnh. Hoàng Nguyên Sinh rất đắc ý, thế nào, giờ vẫn thấy mình là cái rốn của vũ trụ chứ? Cậu thiếu niên liếc nhìn Hoàng Nguyên Sinh đáp, ít ra tôi vẫn còn mạnh hơn anh. Hoàng Nguyên Sinh tức ói máu mà không phản bác lại được. Lúc này một người đàn ông đứng tuổi bước vào, đi tới trước mặt Ngô Bình cúi đầu hành lễ, tại hạ là cửu trưởng lão Vân Tề Thương của Vân Thị, vinh hạnh được gặp cậu Trương. Ngô Bình gật đầu đáp, khách sáo rồi. Vân Tề Thương cười nói, Trương tiên sinh tới Vân Thị là vinh hạnh lớn của chúng tôi. Lát nữa các cô gái xinh đẹp của Vân Thị sẽ lần lượt được chọn gả đi, cậu Trương có thể chọn đầu tiên, hai bên có thể kết thành vợ chồng. Vân Tề Thương nói vậy nhưng không ai thấy quá đáng cả. Dù gì người ta là đại sư luyện đan 4 sao tím, được chọn đầu tiên cũng là chuyện bình thường. Ngô Bình gật đầu, đa tạ. Không lâu sau đã có chừng 10 cô gái đi vào, họ đứng trong điện cho Ngô Bình lựa chọn. Vân Tịch quả nhiên cũng nằm trong số đó, bên cạnh cô là hai cô gái khác cũng rất trẻ. Một cô chừng 17, một cô chừng 19 tuổi nhưng đường cong đã phát triển đầy đủ, nhan sắc cũng không thua kém Vân Tịch. Khi nhìn thấy Ngô Bình, Vân Tịch âm thầm truyền tin, hai cô gái đứng bên cạnh em là hai muội muội cùng tông phái mà em rất mực yêu thương. Anh chọn cả họ có được không? Chọn ba cô, Ngô Bình đành mặt dày đi hỏi Vân Tề Thương, trưởng lão Vân, tôi được chọn mấy người? Mọi người nhìn sang thì thấy một gã đàn ông cao to lực lưỡng, phải cao tới hơn 2 mét, lông mày xanh, tóc đỏ, mắt vàng đi vào. Nhìn thấy người này, đám đông kinh ngạc, có người nói, thế tử Man Vương Hỗn Tà. Vân Tề Thương vội vã bước lên phía trước nói, thế tử Hỗn Tà, cậu tới mà không báo trước để chúng tôi chuẩn bị tiếp đón trọng thể. Rõ ràng kẻ này không nằm trong danh sách khách mời, sự xuất hiện bất ngờ của hắn khiến Vân Tề Thương bất ngờ. Hỗn Tà cười hi hi đáp, nghe nói ở đây có người đẹp nên bổn công tử tới xem. Nói rồi, ánh mắt hắn dừng lại ở ba cô gái bên cạnh Ngô Bình, nói, ba cô này trông được đấy, để cho tôi đi. Vân Tề Thương cười khổ đáp, vị này là đệ tử tinh anh của Thiên Địa Kiếm Tông, đại sư luyện đan 4 sao tím Trương Tiểu Bình công tử. Hỗn Tà nghe xong thì cười lạnh đáp, Thiên Địa Kiếm Tông cái quái gì chứ, người phụ nữ tôi muốn thì phải có bằng được. Nói rồi hắn đẩy Vân Tề Thương sang một bên rồi đi thẳng về phía Ngô Bình. Hắn ngông nghênh nói, ba cô gái này bổn công tử sẽ đưa đi, anh có ý kiến gì không? Ngô Bình thong thả đứng dậy quan sát đối phương rồi đáp, nếu anh chịu được một trưởng của tôi thì muốn đưa ai đi cũng được. Hỗn Tà cười lạnh, một trưởng, được, tôi sẽ đứng im không động đậy cho anh đánh. Lúc này Hoàng Nguyên Sinh ở bên cạnh khẽ nhắc nhở, Trương Sư Huynh, người này là con trai của Man Vương, có man lực mạnh kinh hoàng. Anh ta còn tu luyện Man Hoàng Kinh rất lợi hại nên da thịt cứng như đồng thau. Anh ta đang lo Ngô Bình đánh cược như vậy sẽ gặp bất lợi. Ngô Bình còn chẳng buồn chuẩn bị trước, bất thình lình xuất trưởng. Đoàng. Hỗn Tà bay ra xa, đụng hỏng mấy cái bàn rồi bay thẳng ra sảnh lớn. Sau khi tiếp đất hắn thổ huyết, quỳ trên đất không động đậy, vẻ mặt vô cùng đau đớn. Ngô Bình bước ra, thản nhiên nói, cú đấm này của tôi vốn có thể đánh chết anh, nhưng giữa chúng ta không có thù hận gì, tôi tạm thời tha cho anh một mạng. Cảnh này khiến tất cả mọi người ngây ngốc, mạnh quá đi mất. Hỗn Tà ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Ngô Bình, sao anh làm được? Ngô Bình, anh chỉ dùng sức lực để bảo vệ cơ thể, không thể chống được ý nghĩa võ học của tôi. Hỗn Tà chật vật đứng dậy, hắn chắp tay với Ngô Bình, tôi phục rồi. Ngô Bình không để ý tới hắn, trở về vị trí của mình. Vân Tề Thương vội bước lên trước xin lỗi, thưa cậu, thật xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Ngô Bình nói, không sao, tôi chọn ba cô gái này, chọn ngày cưới sau. Vân Tề Thương cười nói, đó là phúc của bọn họ. Buổi tiệc vừa mới bắt đầu, sau đó còn có biểu diễn múa hát, Vân Tề Thương lần lượt đi mời rượu các cậu chủ. Vân Tịch và hai cô gái ngồi bên cạnh Ngô Bình, rót rượu gắp thức ăn cho anh. Chồng, thời gian gần đây thời cuộc thay đổi, đa phần không gian gặp đã mở. Những thế lực trước nay không qua lại gì với nhau, nay bỗng trở thành hàng xóm, trước mắt đều đang giao tiếp với nhau một cách cực kỳ cẩn thận. Nhưng theo em thấy, đợi sau khi các thế lực lớn tìm hiểu tường tận thì sẽ không tránh khỏi chiến tranh. Cuối cùng sẽ là cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép.
ít nhất sẽ mất đi 7 phần thế lực của cả đại lục Côn Luân. Ngô Bình, trong giới tu hành, mạnh được yếu thua, đều trong dự liệu cả. Nửa sau buổi tiệc, tộc trưởng của Vân Thị xuất hiện, nhưng chỉ nói vài câu rồi lại đi. Lúc này thấy mọi người xung quanh đang định lại mời rượu mình, Ngô Bình liền đứng lên chào tạm biệt trước. Vân Tịch vẫn ở lại Vân Thị, nhưng bây giờ cô ấy là hoa đã có chủ, không cần lo lắng bị người ta ép gả nữa. Ra khỏi Vân Phủ, Ngô Bình quyết định đi tìm Long Thanh Khâm và Kim Tử. Lúc Ngô Bình tới phía trên không của động tiên Long Thanh Khâm đang tu luyện thì thấy đã bị người ta khoanh vùng, xung quanh bảy cấm chế để phòng người ngoài vào trong. Làm gì đấy, có người xuất hiện từ phía bên, nghiêm giọng hỏi. Ngô Bình bình thản trả lời, động tiên của bạn tôi ở gần đây, tôi tới thăm bạn. Thăm bạn, người nói đầu hoãng mắt chuột, thân hình không cao, là một vị địa tiên động thiên. Gã ta cười quái gở, người mày nói là con rồng với con khỉ kia nhỉ. Rồng là chỉ Long Thanh Khâm, còn khỉ đương nhiên là Kim Tử. Lòng Ngô Bình bỗng nặng nề, đúng vậy, anh biết bọn họ ở đâu không? Người kia cười dị hợm, cậu chủ nhà tao đang rút gân rồng của cô ta để luyện chế một pháp khí, e là mày không gặp được đâu. Còn con khỉ kia, cậu chủ muốn ăn óc của nó. Ngô Bình nổi trận lôi đình, bạn tao đang ở đâu? Kẻ kia cười khà khà, mày muốn gặp không? Đi theo tao. Ngô Bình là một người tài cao gan cũng lớn, đáp xuống đất cùng với kẻ đầu hoãng mắt chuột kia, vào động tiên mà trước đây Long Thanh Khâm tu luyện. Trong động tản ra mùi máu tanh từng đợt, một con rồng dài mấy trăm mét bị hàng trăm chiếc đinh khổng lồ ghim chặt trên mặt đất, máu rồng không ngừng rỉ ra từ vết thương, ngấm xuống đất. Trong động tiên, một cậu thiếu niên đang ngồi trên ghế, ăn một loại quả tiên gì đó, bên cạnh có vài cô gái hầu hạ. Cậu thiếu niên rất béo, ánh mắt láo liên, cười cợt nhìn Ngô Bình được thuộc hạ của mình dẫn vào. Con rồng bị thương này đương nhiên là Long Thanh Khâm, lúc này cô ấy đã thoi thóp, gân rồng bị rút, dường như đã mất hết sức sống. Ngô Bình bỗng đứng lại, lặng lẽ tới trước đầu rồng. Đôi mắt rồng đang nhắm chặt của Long Thanh Khâm hơi hé ra, lúc cô ấy nhìn thấy người tới là Ngô Bình thì bỗng phát ra ánh sáng. Nhưng một giây sau, ánh sáng kia đã u ám hẳn. Kẻ đầu hoãng mắt chuột kia cười quái dị, thế nào, tao không lừa mày chứ, gân rồng đã bị rút rồi. Bụp! Ngô Bình đám vỡ đầu kẻ này chỉ bằng một quyền, dư lực cú đấm khủng khiếp tiếp tục chấn động về phía trước, đánh chết luôn 10 tên thị vệ canh chừng trong động tiên, máu thịt be bét văng đầy tường. Cậu thiếu niên kia hoảng hốt đứng dậy la lên, cú đấm bá đạo quá, mày là ai? Ngô Bình không trả lời, anh phất tay, hàng trăm cây đinh đồng loạt bị nhổ lên, rơi xuống đất. Sau đó anh nhìn cậu thiếu niên kia, hỏi, gân rồng ở đâu? Cậu thiếu niên bĩu môi, mày tưởng giỏi đánh đấm là lên mặt được với tao à? Người đâu, bắt hắn. Hai người đàn ông trung niên xông ra từ hai phía trái phải, Ngô Bình cảm nhận được khí tức thiên tiên không thuần túy cho lắm từ trên người họ, rõ ràng, hai người này là bán bộ thiên tiên. Hai người cùng lúc phát ra hai đạo tiên quang, quấn lấy Ngô Bình như dây thừng, có thể nhìn ra được đây là một loại pháp thuật nhằm khống chế kẻ địch. Chết đi. Ngô Bình không nói nhiều, há miệng phun ra hai đạo kiếm quang một tối một sáng bay ra, dễ dàng cắt đứt dây thừng, sau đó bức xạ ra bốn phía, hóa thành tầng biến hóa thứ tư của thần thông kiếm đạo kinh vĩ thiên địa. Chỉ thấy hai đạo kiếm quang một phân làm 100, xoắn lấy nhau, chớp mắt đã giết sạch hai kẻ bán bộ thiên tiên và những tên xung quanh đó. Nếu cậu thiếu niên kia không trốn nhanh thì cũng chết dưới kiếm quang này rồi. Chỉ là hắn tránh được kiếm quang, nhưng không tránh được sự truy đuổi của Ngô Bình. Mặt đất chấn động, hắn đã bị Ngô Bình lôi cổ ra ngoài. Anh nhìn chằm chằm cậu thiếu niên, lạnh lùng nói, không phải mày thích rút gân à? Bây giờ tao sẽ rút gân mày. Cậu thiếu niên sợ run cả người, vội la lên, tha mạng, tôi đầu hàng. Ngô Bình nhìn hắn chằm chằm, đầu hàng, mày tưởng đầu hàng với tao là xong nợ à? Cậu thiếu niên run cầm cập nói. Giết một con rồng thôi mà, có gì đâu. Nhỏ giờ tôi giết chưa đến 10 con thì cũng phải được 8 con rồi đấy. Ngô Bình kinh ngạc, mày là ai? Cậu thiếu niên, tôi là hậu duệ của hoàng tộc Đại Thương. Ngô Bình khẽ móc một cái vào chân hắn, cứ thế rút ra một sợi gân chân, cậu thiếu niên kia đau đến nỗi suýt ngất. Mày dám làm tao bị thương, hoàng thúc của tao sẽ không tha cho mày đâu. Ngô Bình lạnh lùng hỏi, gân rồng ở đâu?
Cậu thiếu niên biết sợ rồi, buộc phải khai, ở phía sau. Anh đánh ngất cậu thiếu niên rồi đi vào căn phòng bằng đá phía sau, quả nhiên nhìn thấy một sợi gân rồng dài 100 mét ở đó. Bên cạnh sợi gân rồng là một con khỉ đã ngất xỉu, bị người ta móc xiềng xích vào xương bả vai. Con khỉ này chính là Kim Tử, Ngô Bình cho nó uống ít thuốc, sau đó mở xiềng xích cho nó. Kim Tử dần dần tỉnh lại. Nhìn thấy chủ của mình, con khỉ này lại khóc giống lên. Ngô Bình nói, đừng khóc nữa, đi cứu Thanh Khâm trước. Long Thanh Khâm bị thương rất nghiêm trọng, Ngô Bình cho gân rồng trở về vị trí trước, sau đó thi triển biện pháp chữa trị, dùng hiệu lực của đan dược giúp cô ấy khôi phục tu vi. Hết một ngày, Long Thanh Khâm mới xem như là có được chút sức sống, nhưng vẫn chưa thể biến thành hình người được. Ngô Bình lại mua thêm ít dược liệu trên mạng tiên, luyện một lò Long Nguyên Đan ngay tại đó. Long Nguyên Đan này có thể giúp cô ấy hồi phục nguyên khí, sau khi uống liền 4 viên, thương tích của Long Thanh Khâm đã ổn định. Lúc này Ngô Bình mới nói, Thanh Khâm, với thực lực của cô, đám người này không thể làm gì được cô mới phải. Long Thanh Khâm đã có thể nói chuyện, cô ấy đáp, trong tay cậu thiếu niên này có pháp bảo khắc chế rồng. Thế là Ngô Bình lục tìm trên người cậu thiếu niên, trong nhẫn chứa đồ của hắn có một cây roi màu vàng kim. Long Thanh Khâm nói, chính là nó, tên nó là roi giáng long. Ngô Bình gật đầu, cất roi giáng long đi, sau đó tát tỉnh cậu thiếu niên. Cậu thiếu niên vừa mở mắt đã khóc giống, tôi sai rồi, đừng giết tôi. Ngô Bình, đừng khóc nữa, không tao lột da mày. Cậu thiếu niên sợ run bắn người, nói anh muốn làm gì? Ngô Bình, trong hoàng tộc, mày có thân phận gì? Cậu thiếu niên, hoàng thúc của tôi là tông lão. Ngô Bình, sao mày phải tới đây? Cậu thiếu niên nói, tôi vốn chỉ đi ngang qua nơi này thôi. Bất ngờ phát hiện ra có rồng ở đây nên quyết định bắt nó, rút gân rồng. Ngô Bình, không oán không thù mà mày lại muốn hại tính mạng của cô ấy, đúng là nên giết. Cậu thiếu niên la lớn, tha mạng, tôi biết sai rồi. Ngô Bình vốn định chém chết cậu thiếu niên này, nhưng lúc này bản năng theo lành tránh họa trong lòng anh bỗng phản ứng. Lẽ nào bây giờ không nên giết hắn? Thế nên anh mở đôi mắt vận mệnh, quả nhiên nhìn thấy trên đầu thiếu niên này có một vầng sáng đỏ. Trong vầng sáng có nhiều đóa hoa màu vàng, có đóa nở rộ có đóa chưa nở, vô cùng lóa mắt. Sau khi anh tu luyện được đại mệnh vận thuật thì có năng lực lấy được vận mệnh của kẻ khác, bây giờ bỗng biết được vận mệnh của cậu thiếu niên này phi phàm, có mệnh đế vương. Anh cười khẩy, loại người này cho dù có làm hoàng, làm đế cũng sẽ chỉ là bạo quân vô đạo. Thu lấy vận mệnh. Anh niệm chú, vầng sáng đỏ trên đầu cậu thiếu niên này bỗng bị lấy đi. Sau đó vầng sáng đỏ này lại xuất hiện trên đỉnh đầu của nguyên thần của Ngô Bình. Đây là lần đầu anh lấy đi vận mệnh của người khác, nhìn kỹ thì dường như vận mệnh cũng là một loại năng lực, chỉ là vô cùng huyền diệu, do vô số cấm chế nhỏ bé và phức tạp cấu tạo thành, ngầm phối hợp với sự biến hóa của trật tự thiên đạo. Còn cậu thiếu niên bị lấy đi vận mệnh, trên đỉnh đầu lại xuất hiện một đám mây u tối, đây cũng là một loại vận mệnh, gọi là vận mệnh vô vận. Loại vận mệnh này là thấp kém nhất. Kết cục đương nhiên cũng cực kỳ thảm, đời này xem như đi tong, tuyệt đối không có ngày trở mình. Ngô Bình lạnh lùng nói, mày cút được rồi. Cậu thiếu niên như được đại xá, hắn dùng một lá bùa, vội vã chạy trốn. Sau khi xử lý xong số thi thể trong động tiên, thương tích của Long Thanh Khâm cơ bản đã khôi phục, miễn cưỡng hóa được hình người. Ngô Bình, Thanh Khâm, hay là cô tạm thời rời khỏi nơi này đi? Long Thanh Khâm lắc đầu, tôi đã tu luyện đến lúc mấu chốt rồi, đợi vết thương của tôi khỏi hoàn toàn, tôi muốn đột phá ở đây, nhanh chóng hóa thành chân long. Ngô Bình, tôi luyện cho cô thêm ít thuần huyết thần đan và long nguyên đan nữa, hai loại đan dược này có thể nhanh chóng giúp cô trở thành chân long. Sau đó, Ngô Bình luyện chế đan dược, để lại cho Long Thanh Khâm 20 viên thuần huyết thần đan, 10 viên long nguyên đan. Số đan dược này đủ để giúp cô ấy tiến hóa thành chân long trong thời gian ngắn. Lúc đi, Ngô Bình mang theo Kim Tử, anh quyết định nuôi con khỉ này trong nhà, để nó giúp anh trông coi nhà cửa. Rời nhà đã lâu, từ biệt Long Thanh Khâm, anh dẫn theo Kim Tử về đảo Hưng Long trước. Vì đảo Hưng Long nằm trong hồ Ma Long, vị thế tương đối cô lập, điều này lại giúp nó khó mà chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Thời gian anh vắng mặt, đảo Hưng Long sóng yên biển lặng, không có gì xảy ra cả. Nhưng diện tích của đảo Hưng Long có hạn. Bây giờ nó bỗng nhiên bị tách ra khỏi đất liền xung quanh, đương nhiên cũng sẽ mất đi rất nhiều hàng công nghiệp. Thế nên,
Ngô Bình vừa về tới là đã chìm ngập trong hàng đống vấn đề. Lý Mai, Huyền Bình, còn không nghĩ ra cách nữa thì đảo Hưng Long sẽ loạn cả lên đấy. Bây giờ nhân dân không thể nào lên mạng được, cũng không mua được đồ dùng thiết yếu, cửa hàng không tìm được nguồn cung cấp, nhà máy không mua được nguyên liệu, còn có rất nhiều người và gia đình của họ xa cách nhau không thể liên lạc được với nhau nữa. Trật tự xã hội dần mất ổn định, đã bắt đầu có người hành hung làm việc ác ngang nhiên trên đường rồi. Chu Thanh Nghiên, bây giờ điều đau đầu nhất là làm sao giải quyết được những vấn đề này. Nền móng công nghiệp không thể gầy dựng chỉ trong vòng dăm 3 năm được. Ngô Bình nghe xong, im lặng một lát mới nói, vậy thì để họ thích ứng với cuộc sống mới. Thế giới này đã hoàn toàn khác với trước đây rồi, giống với xã hội cổ đại. Thời cổ đại không có mạng, cũng không có hàng hóa công nghiệp, thế nên người dân có lẽ phải trở về thời kỳ đàn ông cày cuốc đàn bà dệt vải. Đương nhiên, mọi thứ sau này sẽ được cải thiện, nước Viêm Long sẽ có hành động thôi. Lý Đông Hưng, Huyền Bình, chính phủ Viêm Long đúng là đã phái một vị quan chức tới, sau khi vị quan chức kia điều tra tình hình của đảo Hưng Long xong thì để lại một số đồ rồi rời đi. Ngô Bình lấy bọc đồ lại mở ra coi, bên trong có một tờ giấy ủy nhiệm, một con dấu, còn có một ngọc bàn để liên lạc và một bản ghi chép nói rõ về lần bổ nhiệm này. Anh đọc bản ghi chép, thì ra nước Viêm Long đã chính thức đổi tên thành nước Long vào ngày hôm qua. Nước Long là chính thể theo chế độ quân chủ, người thống trị cao nhất được gọi là Hoàng đế nước Long, do Đại Thiên Tôn Tiên Giới ủy nhiệm, lấy niên hiệu là Nguyên Long. Dưới Hoàng đế là cơ cấu các chức quan lớn, các cấp quan lại, vân vân. Bên trên có đề cập rằng, để nước Long có thể vận hành tốt ở giai đoạn đầu, tiên giới đã đặc biệt phái 40 vị thiên quân và 6 vị thiên tôn đến trấn giữ, đồng thời phái hàng triệu tiên binh làm đội cảnh vệ cho Hoàng đế nước Long. Đọc đến đây, Ngô Bình giật cả mình, chẳng trách anh tính ra được vận nước Viêm Long huy hoàng, thì ra có Đại Thiên Tôn đứng sau. Đoạn cuối cùng là lời lại bộ nước Long viết cho Ngô Bình, nói anh là võ tông truyền kỳ, từng quản lý Thiên Long, nhiều lần lập công lớn, thông qua sự bàn bạc của quan chức các bộ, cuối cùng quyết định bổ nhiệm anh làm tổng đốc khu vực Hồ Ma Long và lân cận, quản lý tất cả đảo trong Hồ Ma Long và vùng diện tích lớn bên ngoài Hồ Ma Long. Sau đó anh nhìn bản đồ, thấy khu vực mình quản lý không chỉ bao gồm Hồ Ma Long mà còn cả một vùng đất liền ở phía đông Hồ Ma Long, rộng lớn gấp 10 lần Hồ Ma Long. Vùng đất liền này kéo dài mãi cho đến Đông Hải, thậm chí còn bao gồm cả vài đảo khá lớn trên Đông Hải nữa. Nhìn bản đồ xong, Ngô Bình chợt thấy không biết phải nói gì. Một lát, anh nói, Hoàng đế nước Long đang đùa à? Ông ta cắt một miếng trên đất của người khác rồi phong anh làm tổng đốc, anh cần ông ta phong chắc. Đường Tử Di nhìn bản đồ nói, đây chính là điểm thông minh của Hoàng đế nước Long, có giấy ủy nhiệm này rồi. Dù sau này chúng ta có gây dựng được cơ nghiệp lớn đến thế nào thì cũng là địa bàn của nước Long. Nếu không chiếm thêm được địa bàn cũng không sao, tóm lại nước Long cũng không thiệt thòi gì. Ngô Bình cười khẩy, đúng là giỏi tính toán. Lý Mai, trên đời làm gì có chuyện dễ dàng đến thế? Chồng, anh phải bàn lại với họ, nếu không có lợi ích gì thì không làm chức tổng đốc này. Ngô Bình gật đầu, anh lấy ra ngọc bàn, sau khi cho thần niệm vào. Anh phát hiện đây là một pháp bảo vô cùng tinh xảo, dùng để liên lạc với các cấp, thao tác đơn giản dễ hiểu. Ngô Bình từ trong đó tìm được cách dâng tấu sớ cho Hoàng đế, lập tức viết một tấu chương, đại ý là anh nghèo, anh không có binh quyền, không có tiền tài, không làm nổi chức tổng đốc này, mong Hoàng đế chọn người khác. Cả nước không có mấy quan viên có thể gửi tấu trực tiếp cho Hoàng đế, mà anh là tổng đốc trấn giữ một phương, xem như là quan lớn trấn giữ biên cương, có quyền ưu tiên dâng tấu. Quả nhiên, tấu chương gửi đi mới được hơn một tiếng đồng hồ, Hoàng đế nước Long đã có câu trả lời. Ý chính là triều đình bây giờ đang cần dùng người, binh lính có hạn, khả năng kinh tế còn yếu kém, không thể giúp đỡ gì cho anh được, mong anh có thể tự lực cánh sinh. Đương nhiên, Hoàng đế cũng không phải hoàn toàn ngó lơ, chỉ cần Ngô Bình có thể mở rộng bờ cõi từ đảo Hưng Long vốn có, thì mỗi một khu đất anh chiếm đóng kiên cố, Hoàng đế đều sẽ ban thưởng. Đến lúc đó muốn binh có binh, muốn tiền có tiền. Đọc xong câu trả lời, Ngô Bình đã hiểu ý của Hoàng đế nước Long. Nếu anh là một bề tôi có năng lực, mở rộng bờ cõi thì không còn gì để nói. Hoàng đế chắc chắn sẽ không keo kiệt với đại thần có công, cho tiền cho binh lại còn phong thưởng. Còn trước mắt, Ngô Bình không có công lao gì với nước Long mới này, tạm thời chỉ có thể cho anh một thân phận tổng đốc thôi. Đọc xong câu trả lời, Đường Tử Di cười khổ, đúng là vắt cổ chảy ra nước. Ngô Bình cũng đau đầu. Anh đã gây dựng đảo Hưng Long này nhiều năm,
đương nhiên không thể bỏ đi được. Hơn nữa, nhân dân trên đảo bây giờ cũng phụ thuộc vào anh không thể bỏ mặc họ được. Mấy người bàn bạc với nhau, Ngô Bình cho ra vài quyết định. Anh mời Chu Truyền Võ tới, ông ấy từng làm quan, biết phải trị vì một cõi như thế nào, để ông ấy xây dựng nha môn tổng đốc, chiêu mộ người tài. Trên đảo Hưng Long có không ít người tài, khi xưa thiên hạ đại loạn, rất nhiều người có kinh nghiệm quản lý chạy nạn tới đây, Chu Truyền Võ muốn tìm bọn họ để giao phó trọng trách. Đương nhiên, người của Ngô Bình đều phải được sắp xếp vào vị trí quan trọng nhất. Anh để Lý Mai quản lý thị trường, để Đường Tử Di phụ trách trị an, để Dương Mộ Bạch tiếp tục làm thái thú. Chu Thanh Nghiên phụ trách thương mại và sản xuất, những người khác cũng có vị trí riêng. Tất nhiên, giữ cương vị tổng đốc, lúc quan trọng nhất, anh phải đứng ra, gánh trách nhiệm lớn lao nhất. Sau khi phân chia nhiệm vụ xong, anh bế quan tu luyện. Thực lực của anh bây giờ đã không yếu, nhưng xét về mặt cảnh giới thì vẫn thua thiệt. Trước mắt, anh phải nhanh chóng tu luyện ra linh hồn sơ sinh. Một khi có linh hồn sơ sinh, thực lực và bản lĩnh của anh sẽ hơn hẳn hiện tại. Đồng thời, trình độ luyện đan, tầng lớp sinh mệnh của anh cũng sẽ có sự tăng tiến về chất, vượt xa hiện tại. Ăn cơm phải ăn từ từ, muốn ngưng kết ra linh hồn sơ sinh thì phải có hóa thân trước đã. Trước khi ngưng tụ được hóa thân, anh còn phải luyện thành âm dương tạo hóa công. Âm dương tạo hóa công có 3 tầng, lần lượt là âm dương chi biến, âm dương thái cực, cửu âm cửu dương. Trước đây anh đã tu luyện được âm dương chi biến, hình thành sức mạnh âm dương, hai sức mạnh này đã khiến anh có được kiếm hoàn xanh sẫm và kiếm hoàn vàng kim, một âm một dương, âm dương biến đổi khi tu luyện thiên cực kiếm kinh. Bước tiếp theo tên là âm dương thái cực. Từ thái cực này Ngô Bình đã nghe đến cả chục nghìn lần rồi, nhưng phải đến sau khi lĩnh ngộ được âm dương chi biến thì anh mới thật sự hiểu được nó. Khi âm và dương dung hợp với nhau một cách hoàn mỹ, đó là thái cực. Có âm dương chi biến rồi, âm dương thái cực cũng không khó mấy, chỉ cần 2-3 tiếng đồng hồ là lĩnh ngộ được. Lúc này, hai loại kiếm hoàn trong cơ thể anh hợp làm một, năng lượng có thể kết nối lẫn nhau, hình thành một hoa văn hình cá âm dương, đầu con này nối đuôi con kia trong cơ thể anh. Có điều, cá âm dương này một con có màu xanh sẫm và một con có màu vàng kim. Lúc trời sáng, cá âm dương hoàn toàn ổn định, Ngô Bình cảm thấy sức mạnh kiếm hoàn của mình lại được nâng lên một tầm cao mới. Đây là công pháp thất phẩm của Tiên Điện Thiên Võ, âm dương tạo hóa công, quả nhiên có uy lực cực mạnh. Đương nhiên, công pháp này cũng là khó luyện nhất, Ngô Bình có thể tu luyện thành, quả thực là chuyện không dễ. Sau đó, Ngô Bình còn có thể mở rộng, chuyển hóa hết tất cả sức mạnh âm dương trong cơ thể thành sức mạnh thái cực. Tuy âm dương tạo hóa công có 3 tầng nhưng trong công pháp đã viết rõ rằng tu luyện được 2 tầng phía trước đã là viên mãn. Tầng thứ 3 là yêu cầu cực hạn. Nếu không phải là thiên tài tuyệt thế thì đừng nên tùy tiện thử. Cho dù có là thiên tài tuyệt thế cũng có thể phải đối mặt với nguy hiểm rất lớn, đồng thời nhắc nhở người tu luyện phải cân nhắc kỹ càng, đừng tùy ý tu luyện. Ngô Bình cũng không vội vàng, cảnh giới âm dương thái cực đã đủ để anh tạo ra hóa thân kiếm đạo rồi. Đã chuẩn bị đủ những thứ cần, tiếp theo sau, anh sẽ chính thức ngưng tụ hóa thân. Đột phá bất kỳ cảnh giới nào cũng đều có nguy hiểm nhất định. Ví dụ nguy hiểm của cảnh giới thần biến, nguy hiểm của cảnh giới thuần dương, nhưng những cái đó đều không thể sánh được với sự nguy hiểm của cảnh giới hóa thân. Cảnh giới hóa thân nguy hiểm nhất là ở việc bản thể mất khống chế đối với hóa thân, khiến hóa thân lấn át bản thể. Từ xưa đến nay đã có vô số tu sĩ xảy ra chuyện ở cảnh giới hóa thân, đa số đều bị tâm thần phân liệt, sau cùng buộc phải từ bỏ hóa thân, khiến nguyên khí bị thương nghiêm trọng. Nhưng cũng có số ít tu sĩ vì tu luyện ra hóa thân quá mạnh mẽ, kết quả bị hóa thân khống chế, trở thành con rối không có ý thức. Thậm chí còn bị hóa thân nuốt chửng, dị biến thành ngụy tu sĩ đáng sợ. Được gọi là ngụy tu sĩ là vì vật dẫn của hóa thân đa hình đa dạng, có khi là côn trùng, có khi là rắn, có khi là binh khí, thậm chí cả pháp khí nữa, vân vân. Một khi hóa thân nuốt chửng chủ thể sẽ trở nên vô cùng quái dị, tốc độ tu hành cực nhanh. Dường như mỗi một ngụy tu sĩ được sinh ra trên đời đều trở thành ác mộng của giới tu hành. Ngô Bình từng nghe Lữ Tổ nhắc đến, thế giới này thậm chí đã có ngụy tu sĩ cấp Đại La. Hơn nữa, dường như không ai dám chọc đến kẻ đó. Thậm chí thế giới này còn có một nơi chuyên thu nhận ngụy tu sĩ, gọi là Ngụy Thành. Đương nhiên, ngụy tu sĩ không chỉ sống ở trong Ngụy Thành, bọn họ còn bí mật sinh sống ở nhiều nơi trên thế giới. Giống như lúc trước khi địa tiên giới và ngoại giới nối liền nhau,
Ngô Bình đã cảm nhận được rất nhiều khí tức kỳ lạ xuất hiện, rất có thể là của ngụy tu sĩ. Điều Ngô Bình lo lắng nhất bây giờ là bị hóa thân nuốt chửng. Vì hóa thân kiếm đạo của anh sẽ vô cùng mạnh mẽ, anh áng chừng, hóa thân vừa hình thành đã có thể uy hiếp được một hư tiên cao cấp. Mà hóa thân mạnh mẽ cỡ này dễ có thể nuốt chửng chủ thể. May thay, anh là đại sư luyện đan 4 sao tím, có thể chuẩn bị trước một vài đan dược, ví như tâm vương đan chuyên dùng để đề phòng hóa thân dị biến. Uống đan dược này có thể khiến ý thức làm chủ, từ đó năng lực khống chế hóa thân được tăng lên gấp 10 lần. Anh luyện 3 lò tâm vương đan, lò thứ 3 mới luyện được đến đế phẩm, cho ra 3 viên tâm vương đan đế phẩm. Mọi thứ đã xong, anh lấy ra 15 loại nguyên liệu quý hiếm, anh đã tốn hết 500 triệu tiền báu để mua số nguyên liệu này, bây giờ chúng nó trở thành nguyên liệu để Ngô Bình tạo hóa thân. Bước đầu tiên để ngưng tụ hóa thân gọi là phân thần, thế nên cảnh giới hóa thân này cũng được gọi là cảnh giới phân thần, cũng chính là phân một phần nguyên thần ra. Ngô Bình đã xem qua sổ tay Ngọc Hoàng, cũng đã đọc qua bảo sách Thiên Kiêu, anh biết tỷ lệ phân thần đẹp nhất là hơn 3, 1 một chút, còn bao nhiêu là phù hợp thì vẫn còn là vấn đề khiến những Thiên Kiêu và thiên tài các đời tranh luận không ngớt. Anh quyết định chọn kết quả trong sổ tay Ngọc Hoàng, đại khái là 173, 61, nguyên thần phân tách ra. Anh đã chuẩn bị từ trước, lúc này tâm niệm khẽ động, nguyên thần dễ dàng phân một thành hai, một cái là nguyên thần chủ, vẫn ở nguyên chỗ cũ. Một cái là nguyên thần phụ, nó xuất hiện trước mặt Ngô Bình với hình dạng một con rồng. Trong lúc Ngô Bình đang ngưng kết hóa thân, phía trên không đảo Hưng Long xuất hiện một đám mây đen, trong đám mây đen mơ hồ có bóng người di chuyển. Tiếp đó, trong đám mây đen bắt đầu có khí đen rơi xuống, khí đen này có tính ăn mòn cực mạnh, cả một mảng mù mịt rơi xuống dưới. Sâu trong đám mây đen có một cung điện được xây dựng từ vô số xương cốt, trong cung điện có một bộ xương khô mặc áo bào đen đang ngồi. Bên cạnh bộ xương khô là một người phụ nữ mặc áo đỏ đẹp tuyệt trần. Người phụ nữ áo đỏ thỏ thẻ, người của Cửu Lôi Tiên vực thú vị thật đấy, muốn diệt một nơi mà không muốn tự ra tay, lại bảo chúng ta ra mặt. Chỗ này rõ ràng chỉ là một đảo nhỏ thôi mà, có gì đặc biệt đâu chứ. Bộ xương khô nói, đừng xem thường bọn chúng. Đến Tử Lôi Thiên Quân còn bỏ mạng ở đây, cô thấy mình mạnh hơn Tử Lôi à? Người phụ nữ áo đỏ cười nói, đánh trực diện thì tôi không phải đối thủ, nhưng nếu ám sát thì tôi có thể giết được ông ta đấy. Bộ xương khô, nơi đây là Hồ Ma Long, chỗ này quái lạ lắm, chúng ta cẩn thận vẫn hơn. Ngô Bình cũng cảm nhận được bất thường, nguyên thần chủ của anh lập tức bay ra chui vào trong con rối thần cơ ở ngón áp út tay phải của anh. Chiếc nhẫn hóa thành một đạo ánh sáng, bay lên cao. Con rối thần cơ này vẫn là hình dáng của Ngô Bình. Anh đã hoàn toàn điều khiển được thần cơ rồi. Anh có thể sử dụng tất cả các pháp thuật, thần thông trong thần cơ, tuy rằng anh chưa dùng thử bao giờ. Đúng lúc thử xem uy lực của thần cơ, anh tự nhủ. Tâm niệm khẽ động, một đạo cấm chế cấp thần từ trong con rối thần cơ sáng lên, hai tay anh đánh lên trời, một khí tức đáng sợ phóng ra, sức mạnh khủng khiếp ngưng kết thành một ấn trưởng màu bạc, chớp mắt đã cản được khí đen, đồng thời tiếp tục đẩy lên trên. Nhìn thấy cảnh này, bộ xương khô kia lập tức kết pháp ấn bằng hai tay, sau lưng ông ta bay ra 10 cái đầu lâu to bằng một tòa nhà, hai hốc mắt của cái đầu lâu phun ra ngọn lửa đen ngòm, gào thét quái dị xông về phía trưởng bạc. Ngô Bình nhìn thấy đầu lâu đang áp sát tới thì đánh một quyền vào một trong những cái đầu lâu kia. Quyền này quá mạnh, đầu lâu có sức chiến cấp hư tiên bị anh đánh nát. Tiếp sau đó, mỗi một quyền của anh đánh một cái đầu lâu, sau khi đánh nát hết tất cả đầu lâu, anh xé toang đám mây đen. Xuất hiện trước mặt bộ xương khô và người phụ nữ áo đỏ. Bộ xương khô tỏ vẻ nặng nề, ông ta thấy mình đã đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Ngô Bình vừa đến gần, thần cơ đã bắt đầu quét phân tích hai người trước mặt. Người phụ nữ áo đỏ khẽ nói, hình như chỉ là một con rối mà thôi, có phải bản thể còn mạnh hơn cả con rối không? Vừa dứt lời, một làn khói xanh lam bỗng xuất hiện sau đầu Ngô Bình, trùm lấy đầu anh trong nháy mắt. Khói xanh lam này có kịch độc, có thể ăn mòn vạn vật, chân tiên cũng khó mà chống đỡ được quá 3 giây. Nhưng Ngô Bình không bị sao cả, con rối thần cơ là do Lỗ Ngọc dùng hết vật lực của đại thương, bất chấp mọi giá để tạo ra, vốn đã có đặc tính chống ăn mòn, thế nên độc này không thể tổn hại được nó. Ngô Bình cười khẩy, biết tôi dùng hóa thân con rối mà còn dám dùng độc với tôi, ngu hết chỗ nói. Người phụ nữ tức giận, thằng nhóc, mày đừng quá ngông cuồng. Xích luyện tiên tử tao có thừa cách đối phó mày.
Ngô Bình bĩu môi, vậy à, thế bà cứ thi triển hết đi, tôi cũng muốn xem trước khi tôi đánh chết các người có thể đánh chết tôi được không? Đúng lúc này, anh nhìn thấy trên đầu của người phụ nữ áo đỏ và bộ xương khô đều xuất hiện mấy chữ số, thần cơ đã phân tích chuẩn xác về đối thủ. Bộ xương khô này là một tu sĩ quỷ đạo, trong người phong ấn hàng triệu luồng oán khí, những oán khí này bị phong ấn trong lọ oán khí, một khi lọ oán khí này vận hành sẽ sản sinh ra uy lực hùng mạnh. Thế nên trên thực tế, kẻ này ngoài pháp thuật lợi hại ra thì khả năng cận chiến càng mạnh hơn. Người phụ nữ áo đỏ, thực lực vốn hơn xa bộ xương khô, trên người bà ta có một pháp bảo có khí tức cực mạnh, rất có thể đó chính là sát chiêu của bà ta. Bộ xương khô thản nhiên nói, cầm tiền của người ta thì phải dốc sức cho người ta. Xin lỗi nhé, hôm nay bọn tao tới đây là để giết mày. Ngô Bình rất tò mò, anh hỏi, mạng của tôi đáng bao nhiêu tiền? Bộ xương khô, 500 triệu tiền báu. Ngô Bình rất bất ngờ, bỏ ra 500 triệu để mua mạng của anh. Rốt cuộc ai là người bỏ tiền ra mua? Anh đang suy nghĩ thì môi trường xung quanh bỗng thay đổi, không biết từ lúc nào anh đã bị vô số oán khí bao vây, sức mạnh bị khống chế. Bộ xương khô lạnh lùng nói, đây là lãnh vực oán khí. Ở địa bàn của tao, chân tiên cũng phải chết, mày chịu chết đi. Ngô Bình hừ lạnh, người phụ nữ kia ngu, ông cũng ngu nốt, đã nói tôi là hóa thân con rối rồi, còn định dùng lãnh vực để hạn chế tôi. Nói rồi, dường như anh không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì, bước một bước đã tới trước mặt bộ xương khô, vung tay đánh quyền. Thì ra con rối thần cơ này vốn đã không chịu ảnh hưởng từ lãnh vực. Bộ xương khô cả kinh, những ngón tay xương sầu chộp về phía ngực Ngô Bình, nhưng luận về võ kỹ, Ngô Bình bỏ xa ông ta 10 con phố, hai tay anh một đỡ một vặn. Rắc một tiếng, năm ngón tay của ông ta đã bị bẻ gãy. Tiếp đó, anh lại đánh một quyền khiến bộ xương khô nát vụn. Bộ xương khô thét lên, những mảnh xương vụn hóa thành khói đen trốn vào cung điện. Người phụ nữ hoảng hốt, bà ta không dám nói thêm bất kỳ lời ngang ngược nào, quay đầu bỏ chạy. Quay lại đây. Ngô Bình giơ tay ra, cánh tay kéo dài ra mấy nghìn mét, tóm lấy cổ người phụ nữ kia, kéo bà ta lại trước mặt. Cánh tay của con rối thần cơ có thể tự động kéo dài, dùng nó để bắt người quả thực quá là tiện lợi. Lúc này, cung điện bỗng rung lắc, trông có vẻ như người ở bên trong đang muốn chạy trốn. Ông có trốn nổi không? Ngô Bình sử dụng ngũ hành phiên thiên ấn, một ấn ký lớn giáng từ trên trời xuống, cộng với sức mạnh to lớn của thần cơ, uy lực của ngũ hành phiên thiên ấn càng mạnh mẽ hơn. Rắc! Cung điện xương cốt bị đè nát, mây đen tan biến. Một người đàn ông da trắng toát rơi xuống, cũng bị Ngô Bình bóp cổ, lôi tới trước mặt. Bộ xương khô trước đó chỉ là một hóa thân của ông ta mà thôi, bây giờ mới bắt được người thật. Sắc mặt hai kẻ đều xám như cho tàn, người phụ nữ nói, muốn chém muốn giết thế nào cũng được. Ngô Bình hỏi, là ai muốn giết tôi? Người đàn ông trả lời, cửu lôi thiên vực, cụ thể là ai thì bọn tôi không biết, vì có người trung gian tìm bọn tôi. Ngô Bình không nói gì thêm, lấy Minh Vương đỉnh ra định luyện hóa hai người. Người đàn ông hét lên, tha mạng. Nhưng Ngô Bình không hề để ý, thẳng tay vứt ông ta vào trong Minh Vương đỉnh. Kẻ này tập hợp nhiều oán khí như vậy, chắc chắn đã làm không ít chuyện xấu. Người đàn ông kêu lên một tiếng thảm thiết, sau đó phun ra một số lượng lớn nguyên anh đan. Người phụ nữ nhìn thấy cảnh này thì mặt mày tái mét, run giọng hỏi, có thể tha cho tôi một mạng không? Ngô Bình nhìn bà ta, thân là sát thủ thì phải hiểu biết về sát thủ chứ, bà cảm thấy tôi có tha cho bà không? Người phụ nữ cắn răng nói, tôi biết ai trong cửu lôi tiên vực muốn giết cậu. Ngô Bình nhìn bà ta, ô, là ai? Người phụ nữ, con trai của Tử Lôi Thiên Quân, Dạ Cuồng Đồ. Ngô Bình, sao hắn không đích thân tới trả thù? Người phụ nữ, Dạ Cuồng Đồ đang tu luyện đến thời khắc then chốt, không thể đánh nhau với người khác được. Thế nên hắn mới bỏ tiền thuê bọn tôi giết cậu. Tu vi của Dạ Cuồng Đồ này rất cao, hắn là thiên kiêu của cửu lôi tiên vực, hắn đang hướng tới cảnh giới thần tiên. Một khi thành công, chắc chắn sẽ tới tìm cậu trả thù. Ngô Bình, chỉ tiết lộ cho tôi những tin này, không đủ để tôi tha tội chết cho bà. Người phụ nữ vội nói, tôi có thể giao nộp hết những tài nguyên tu hành của tôi cho cậu. Ngô Bình suy nghĩ một lúc rồi nói, lấy ra tôi xem thử. Người phụ nữ nhổ một cọng tóc, thổi một cái, cọng tóc biến thành một pháp bảo chứa đồ. Ngô Bình nhìn sơ qua,
tính nhẩm giá trị đồ trong này chắc không thấp hơn 1 tỷ tiền báu, xem ra sát thủ cũng giàu lắm. Anh cười khẩy, một vụ giao dịch này đã kiếm được 500 triệu rồi, thế mà trên người bà chỉ có 1 tỷ thôi sao? Người phụ nữ cười khổ, tu hành rất hao tổn tài nguyên, chỉ riêng việc đối phó với tai kiếp thôi, số tiền này của tôi cũng chỉ miễn cưỡng đủ dùng. Ngô Bình bình thản nói, bà cút đi được rồi đấy. Người phụ nữ như được đại xá, vội chạy trốn. Đánh lui kẻ địch, anh lập tức trở về, nguyên thần về vị trí, cố gắng thúc đẩy hóa thân kiếm đạo. Đến giữa trưa ngày hôm sau, một đạo kiếm quang vô cùng sắc bén phá kén sáng, kiếm quang đâm vỡ trần nhà, xông thẳng lên 9 tầng mây, biến hóa thành hình hài một chàng trai. Chàng trai này có tướng mạo giống Ngô Bình đến 8-9 phần, chỉ là thân hình cường tráng hơn. Giữa ấn đường của anh ta có một hoa văn thái cực, ánh mắt lạnh lùng, kiếm khí bức người. Đây chính là hóa thân kiếm đạo của Ngô Bình, cực khổ luyện 2 ngày trời, cuối cùng đã thành công rồi. Một giây sau, hóa thân kiếm đạo biến mất, chớp mắt anh ta đã đến Vân Kinh. Một thoáng sau, hóa thân kiếm đạo lại biến mất, trong tích tắc đã xuất hiện tại Thái Thanh Tiên Cảnh. Tiếp đó, hóa thân lại trở về chỗ cũ trong nháy mắt, tốc độ của anh ta nhanh đến độ khiến Ngô Bình cũng ngỡ ngàng. Lúc này, hóa thân kiếm đạo nhìn bản thể của Ngô Bình, lên tiếng, thực lực của tôi hơn anh rất nhiều, bây giờ anh là phụ, còn tôi là chính. Ngô Bình đã chuẩn bị từ trước. Anh lo hóa thân dị biến nên đã uống tâm vương đan rồi. Lúc này, lãnh vực tinh thần mạnh mẽ của anh mở rộng, ánh mắt của hóa thân ảm đạm, chậm chậm cúi đầu. Sau đó hóa thành một đạo kiếm quang, trốn vào trong nguyên thần của Ngô Bình. Lúc này, hóa thân chính là một phần trong nguyên thần của anh là một nguyên thần hoàn chỉnh. Cơ cấu này chính là cách hóa thân được đề cập tới trong Ngọc Hoàng Kinh, cũng được xem như là cách ổn thỏa nhất. Mình đã ngưng tụ ra được hóa thân. Ổn định vài ngày nữa là có thể tu luyện biến thứ 5 của thần ma cửu biến chân ma biến rồi. Ngày hôm nay anh đang chỉ dạy kim tử tu luyện thì trong ngọc bội bỗng vang lên tiếng của Diệp Huyền, tiền bối, người mau đến đây đi, Triệu Thiên Lạc sắp bị người ta đánh chết rồi. Ngô Bình cả kinh, anh vẫn luôn để mấy người Diệp Huyền, Tạ Cuồng ở lại học viện võ đạo tu luyện. Bình tĩnh, tôi đến ngay đây. Ngô Bình biết, Diệp Huyền không hề nói quá. Chắc là Triệu Thiên Lạc thật sự đang ở trong tình cảnh nguy hiểm. Sự việc cấp bách, anh trực tiếp sử dụng sức mạnh của hóa thân, trong vài nhịp thở đã xuất hiện trên không trung của Học viện Võ Đạo. Bây giờ khu vực nơi Học viện Võ Đạo tọa lạc đã không giống như xưa nữa rồi, cách Học viện trăm dặm về phía bắc trở thành một khu rừng rậm nguyên sinh rộng lớn. Đứng trên không trung, Ngô Bình đã nhìn thấy trên một bãi tập trong Học viện, Triệu Thiên Lạc đang bị mấy học viên vây đánh. Đám người Diệp Huyền đều ngã hết xuống đất. Hoàn toàn mất đi sức chiến đấu. Mấy kẻ ra tay đánh người rõ ràng tu vi đều đã đạt đến cảnh giới động thiên rồi, cảnh giới hơn xa Triệu Thiên Lạc, chiếm hết ưu thế. Lúc này, một người tóm lấy cổ Triệu Thiên Lạc, cay nghiệt nói, còn dám ngông với tao không? Võ tông truyền kỳ chó chết gì chứ, trước mặt thầy của bọn tao thì cái tên Ngô Bình kia chỉ là rác rưởi thôi. Triệu Thiên Lạc phun một ngụm máu lên mặt gã ta, lạnh lùng nói, so sánh với thầy Ngô. Bọn mày chẳng là cái thá gì cả. Mày muốn chết, kẻ này nổi trận lôi đình, một quyền đấm vào mặt Triệu Thiên Lạc, muốn đánh chết cậu ta. Mặt đất chấn động, kẻ ra tay bị đánh văng. Nhoáng một cái, mọi người đã nhìn thấy Ngô Bình. Diệp Huyền vui mừng, tiền bối tới nhanh quá. Ngô Bình dìu Triệu Thiên Lạc đứng lên, vỗ vỗ vài phát, vết thương trên người cậu ta đã lành hơn nửa. Còn kẻ hành hung đã bị đánh ngất. Nặng nề đập trên mặt đất cách đó mấy trăm mét. Người còn lại thì hoảng sợ, biết mình không phải đối thủ nên từ từ lùi bước. Ngô Bình không quan tâm đến bọn họ, hỏi Triệu Thiên Lạc, tôi bảo các anh ở lại học viện tu luyện, sao lại ra ngoài đánh nhau? Diệp Huyền, tiền bối, chúng đệ tử ra ngoài ăn cơm, kết quả gặp phải đám này nói chúng đệ tử không được xem là học viên của học viện, muốn đuổi chúng đệ tử đi. Bọn chúng là cái thá gì chứ, đương nhiên là chúng đệ tử không phục rồi. Nên nói là đệ tử của tiền bối. Nhưng đám người này ngông cuồng, nói võ tông truyền kỳ không có gì ghê gớm, so với thầy của bọn chúng thì chỉ là rác rưởi thôi. Ngô Bình không tỏ vẻ vì, nghe xong sự việc, anh gọi vài học viên đang định bỏ đi lại hỏi, thầy của các cậu tên gì? Nhắc đến thầy, đám người này phấn chấn hẳn lên, một người trả lời, thầy của bọn tôi là Khang Tốn Thiên. Ngô Bình phất tay bảo cho đi. Anh chị sơ thương tích cho mấy người rồi dẫn bọn họ về viện của mình.
Vừa về không lâu, một vài bạn cũ đã kéo nhau đến chào hỏi, Lãnh Nhân và Thiết Huyền tới sớm nhất. Cậu Ngô, cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi, Thiết Huyền cảm thán. Ngô Bình nhìn sắc mặt của anh ấy có vẻ không tốt lắm, bèn hỏi, anh Thiết, hình như anh không vui lắm. Thiết Huyền cười khổ, học viện này đã thay đổi đến nỗi cả tôi cũng thấy xa lạ, vui sao nổi. Ngô Bình vừa trị thương vừa nói chuyện với hai người. Thì ra, bây giờ học viện võ đạo đã thuộc Tiên Đình quản lý, bây giờ không chỉ chiêu mộ người nước Viêm Long cũ làm học viên và giáo viên mà còn mở rộng trên toàn đại lục Côn Luân. Vì đãi ngộ hậu hĩnh nên mỗi ngày đều có một số lượng lớn học viên thiên tài và cao thủ võ đạo gia nhập, điều này khiến yêu cầu đối với giáo viên ngày càng cao. Võ tông tam phẩm mà bây giờ cũng chỉ có thể làm giáo viên cấp thấp thôi. Thảm nhất là những học viên kia, những học viên ban đầu đã bỏ đi hết 9 phần, học viên mới thì ngày càng nhiều. Nghe bọn họ nói xong, Ngô Bình nói, là chuyện trong dự tính, nước Long bây giờ cũng đã trở thành nước phụ thuộc vào Tiên Đình, đương nhiên học viện võ đạo cũng không thể ngoại lệ. Lãnh Nhân, nhưng trước mắt thì anh vẫn là võ tông truyền kỳ duy nhất. Ngô Bình cười nói, vậy sao? Lãnh Nhân, nhưng lại xuất hiện 3 vị lấy danh võ vương và 20 mấy vị võ vương nhất phẩm. Mấy người đang nói chuyện thì bên ngoài bỗng ồn ào, sau đó cửa lớn bị người ta đạp ra, một đám người xông vào. Đám người này có vẻ là nhân viên làm việc trong học viện, khí thế hùng hổ. Nhìn thấy bọn họ, Diệp Huyền tức giận nói, đám các người gan to bằng trời đấy, dám đạp cửa xông vào cơ à? Ngô Bình nhíu mày, chuyện gì vậy? Diệp Huyền, tiền bối. Đám khốn kiếp này gây chuyện mấy lần rồi, ép chúng đệ tử dọn ra ngoài, nói dọn phòng cho người khác vào ở. Ngô Bình nhìn đám người kia, hỏi, vậy à? Mấy người định lấy chỗ của tôi à? Ai ra lệnh đấy? Đám nhân viên bị khí thế của Ngô Bình làm cho khiếp sợ, không dám hé răng. Ngô Bình nói, ai muốn ở chỗ này cũng được, bảo kẻ đó tự vác mặt tới đây tìm tôi. Đám nhân viên của học viện vội vã lui xuống. Mãi cho đến khi ra tới trước cửa mới dám thở mạnh. Một người trong đó nói, thôi bỏ đi, bọn mình chỉ là chân chạy vặt, đừng liều mạng quá, cứ báo cáo sự thật với phó hiệu trưởng đi. Ngô Bình lấy trà tiên mà mình tự sao ra cho mọi người cùng thưởng thức, mùi trà thơm tỏa ra tứ phía, thậm chí đám người Diệp Huyền còn không cảm thấy vết thương của mình đau nữa. Không biết bên Thiên Kinh thế nào rồi nữa, anh nói. Diệp Huyền, tiền bối, mấy ngày trước đệ tử có về đó một chuyến. Học viện võ đạo và Thiên Kinh nằm cùng một khu vực, khoảng cách không thay đổi. Ngô Bình, vậy sao? Thiên Kinh có thay đổi gì không? Diệp Huyền gật đầu, thay đổi nhiều lắm ạ. Bây giờ người sống trong đó một nửa là tu sĩ, một nửa là những người từng giàu có và nắm quyền thế. Ở đây tu vi của đệ tử cũng xem như là ở tầm khá rồi, nhưng ở Thiên Kinh thì không dám hé răng nửa lời, vì đụng bất kỳ ai, tu vi cũng đều có thể cao hơn đệ tử. Lúc này Ngô Bình phát hiện ra một chuyện thú vị, điện thoại ở đây vẫn còn tín hiệu, anh cười nói, ở gần Thiên Kinh đúng là tốt, điện thoại có thể lên mạng được này. Diệp Huyền, đương nhiên rồi, không chỉ lên mạng được, lên mạng tiên cũng được luôn. Ngô Bình phấn khởi, lấy điện thoại ra mở link dẫn, quả nhiên nhìn thấy vài trang mạng khá nổi tiếng của mạng tiên. Anh trợn tròn mắt, nói, thú vị đấy. Anh nhìn qua một lượt, thầm nghĩ chắc hẳn mấy trang mạng này mới vừa chuyển đổi. Giao diện vẫn còn khá đơn giản. Diệp Huyền đắc ý hỏi, lợi hại không? Nghe nói lãnh đạo cấp cao định áp dụng loại hệ thống mạng này ở quy mô lớn, muốn cả đại lục đều phải dùng mạng tiên. Ngô Bình tắt điện thoại rồi hỏi, mấy ngày nay các anh có chăm chỉ tu luyện không đấy? Diệp Huyền cười nói, tất nhiên là có rồi. Tiền bối đừng lo, chúng đệ tử hầu như không dám nghỉ ngơi. Ngô Bình cất giọng đáp, tu luyện cho tốt. Chờ thêm vài ngày nữa các anh sẽ chính thức tham gia học viện võ đạo. Anh bảo mấy người Diệp Huyền đi tu luyện rồi quay sang hỏi đám Thiết Huyền, hiệu trưởng La đâu rồi? Thiết Huyền trả lời, vốn vẫn còn là phó hiệu trưởng, nhưng mấy ngày trước ông ấy từ chức rồi. Bây giờ về quê ở ẩn với cháu nội. Ngô Bình không khỏi cảm thán, có lẽ đến cả ông ấy cũng không ngờ tới mọi chuyện lại thay đổi nhiều như vậy. Thiết Huyền đáp, đúng rồi. Cảm giác cứ như đang từ thế giới này bị ném vào một thế giới hoàn toàn mới. À quên, theo quy định thì tất cả giáo viên đều phải trải qua kỳ đánh giá. Cậu tới thì đi làm đánh giá đi, nếu không hoàn thành trong vòng nửa năm, tư cách giáo viên của cậu sẽ tự động bị xóa bỏ. Ngô Bình dò hỏi, đánh giá thế nào? Thiết Huyền giải thích, hình như học viện sẽ phái người tới làm một vài kiểm tra đánh giá với cậu,
hỏi vài câu rồi cho điểm. Nếu không đạt đủ điểm thì cậu sẽ không được làm giáo viên nữa. Lãnh Nhân cũng nói xen vào, không sai, toàn bộ quá trình đánh giá đều mang tính chủ quan rất cao. Bọn họ muốn cho anh qua thì anh sẽ qua, còn nếu bọn họ không muốn cho anh qua thì anh có giỏi đến đâu cũng phải trượt. Thiết Huyền nói, đãi ngộ của giảng viên quá tốt, số lượng lại có hạn. Ai cũng muốn chen chân vào, cạnh tranh khốc liệt là điều không thể tránh khỏi. Ngô Bình lại hỏi tiếp, hiện giờ đãi ngộ của giáo viên như thế nào? Thiết Huyền đáp, giáo viên năm sau sẽ được phát 30 triệu đồng thần long một năm, tức là khoảng 30 tỷ tiền báu. Ngô Bình khiếp sợ thốt lên, 30 tỷ tiền báu sao? Lãnh Nhân nói thêm, cho dù là giảng viên một sao thì tiền lương một năm cũng phải lên tới 800 triệu tiền báu. Thiết Huyền giải thích, đây mới chỉ là tiền lương cơ bản. Nếu dạy ra được học sinh tài năng xuất chúng thì giáo viên còn thu về được một khoản tiền thưởng hậu hĩnh. Ban đầu Ngô Bình chẳng có hứng thú gì với việc làm giáo viên, nhưng sau khi nghe Thiết Huyền nói vậy lại thấy phấn khích hơn hẳn. Nếu có thể trở thành giáo viên năm sau thì sẽ có tiền lương 30 tỷ mỗi năm, còn chưa kể tiền thưởng khi dạy được học sinh tài giỏi. Đãi ngộ như vậy quá tuyệt vời. Lãnh Nhân lên tiếng nhắc nhở, các giáo viên mới đến đều rất đáng gờm. So với bọn họ thì tôi chẳng là gì hết. Thiết Huyền cũng đồng tình, đúng vậy, kế hoạch của Học viện Võ Đạo đã bị thay đổi. Dự định xây thêm 10 cơ sở võ đạo trên khắp đại lục Côn Luân, đồng thời chiêu mộ nhân tài ở mọi thế lực. Những người giỏi nhất của các cơ sở sẽ được đưa tới trụ sở chính để bồi dưỡng. Ngô Bình kết luận, xem ra bây giờ Học viện Võ Đạo có vô số thiên tài, phát triển mạnh mẽ hơn ngày trước rất nhiều. Đúng lúc này có người ở bên ngoài nói vọng vào, sao thầy Ngô lại đánh học sinh của tôi bị thương? Nghe thấy thế, Lãnh Nhân lập tức giới thiệu, hắn ta là Khang Tốn Thiên, võ vương nhất phẩm. Anh phải cẩn thận đấy. Sau khi biết đối phương là Khang Tốn Thiên, Ngô Bình lập tức đi ra ngoài cổng lớn. Ở đó đang có một người đàn ông trẻ tuổi đứng chờ sẵn, đằng sau là một đám người tới hóng chuyện. Đối phương lạnh lùng nhìn anh chằm chằm, anh là thầy Ngô phải không? Ngô Bình thản nhiên đáp, đúng vậy, anh là Khang Tốn Thiên hả? Hắn ta gật đầu trả lời, không sai, nghe nói anh đánh học sinh của tôi nên tôi phải tới hỏi cho ra nhẽ. Ngô Bình cười nói, chỉ là đánh nhau thôi, anh muốn thế nào tôi sẽ theo tới cùng. Dạo gần đây anh không ở học viện, đang muốn thị uy với mọi người. Lần này chính là một cơ hội tốt. Đám học sinh theo sau Khang Tốn Thiên gào ầm lên, thầy hãy dạy cho anh ta một bài học, cho anh ta biết thế nào là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Đúng vậy, hãy cho anh ta biết chênh lệch giữa võ vương và võ tông lớn như thế nào. Khang Tốn Thiên nở nụ cười đắc ý. Hắn ta không sợ Ngô Bình đấu với mình, chỉ lo anh không dám đấu. Thế nhưng hắn ta cũng không dám chủ quan khinh địch, dù sao kẻ địch cũng là võ tông truyền kỳ trong lời đồn. Người có được danh tiếng vang xa như vậy chắc chắn không hề đơn giản. Dẫu vậy, hắn ta vẫn có lòng tin sẽ chiến thắng, bởi vì tu vi của hắn ta cao hơn Ngô Bình rất nhiều. Ngô Bình quan sát một lượt, nhìn ra đối phương còn chưa đạt tới cảnh giới linh biến. Mà bản thân anh đã đạt tới cảnh giới bất tử. Anh dứt khoát như vậy là tốt, ra đòn trước đi, Khang Tốn Thiên lùi lại vài bước nhường Ngô Bình. Anh bật cười bảo, để tôi đánh trước thì anh hết cơ hội đánh đấy. Anh ra tay trước đi. Khang Tốn Thiên sảng khoái cười đáp, cũng được, tôi sẽ dùng nắm đấm để đánh bại anh, tránh người ta bảo tôi thắng không xứng đáng. Ngô Bình cũng không kém cạnh, vậy tôi chỉ đánh bằng tay không, sẽ cố gắng không đánh bại anh trong vòng 3 chiêu. Nghe thấy thế, Khang Tốn Thiên không khỏi cau mày. Thầm nghĩ người này quá ngông cuồng. Đừng có tự tin thái quá trước mặt võ vương, nói rồi hắn ta lao về phía bên trái Ngô Bình tung nắm đấm tới. Đây chỉ là một đòn đánh bình thường, nhưng lại ẩn chứa sức mạnh khủng khiếp. Giây phút hắn ta tung quyền, bầu không khí xung quanh đều trở nên vặn vẹo. Ngô Bình vẫn không thèm nhúc nhích, nhẹ nhàng tóm lấy cổ tay đối phương bẻ một cái. Khang Tốn Thiên lập tức bị quật ngã lăn ra đất, bị Ngô Bình giẫm lên cổ. Hắn ta khiếp đảm gào ầm lên, xin thầy Ngô nương tay. Ngô Bình vẫn chưa thèm dùng sức, nếu không hắn ta đã bỏ mạng lâu rồi. Anh bật cười hỏi, anh nhận thua chưa? Khang Tốn Thiên sợ tới mức toát mồ hôi hột, tôi xin thua, cam tâm tình nguyện chịu thua. Cuộc chiến của hai người họ chỉ dùng một đòn đã phân định thắng thua. Nhìn qua có vẻ đơn giản nhưng chỉ người trong cuộc là Khang Tốn Thiên mới cảm nhận được sức mạnh khủng khiếp đang đánh xuống. Khi tung đấm,
hắn ta đã dùng tới 72 loại biến hóa. Lúc bị Ngô Bình tóm lấy cổ tay, hắn ta lại đánh ra 64 loại biến hóa nhưng vẫn không làm gì được đối phương. Thậm chí giây phút hắn ta bị quật ngã, hắn ta vẫn không hề từ bỏ, vội vàng thi triển 13 chiêu biến hóa, 7 loại thần thông, 4 loại võ kỹ và 2 loại pháp thuật. Nhưng tất cả đều vô dụng, sức mạnh của Ngô Bình quá lớn, không thể làm gì được. Hắn ta dùng mọi thủ đoạn mà cuối cùng vẫn bị đánh ngã xuống đất. Khang Tốn Thiên là võ vương, đã tu luyện trong giới võ học lâu năm. Chỉ qua cuộc so tài vừa rồi, hắn ta đã được nếm trải sự đáng sợ của Ngô Bình. Giờ đây hắn ta vừa tôn kính vừa khiếp sợ, coi anh như thần thánh. Mấy gã học sinh khiếp đảm vội vàng chạy tới trước mặt Ngô Bình cầu xin tha thứ. Anh khoát tay nói, được rồi, đi về hết đi. Bọn họ đều tản ra nhưng Khang Tốn Thiên vẫn chờ ở đó, cung kính nói, võ tông truyền kỳ của thầy Ngô đúng là trăm nghe không bằng một thấy, tôi vô cùng khâm phục. Thế nhưng bây giờ học viện võ đạo đã thay đổi truyền thừa võ đạo mới. Truyền thừa mới tới từ điện đường võ đạo của Thiên Đình, uy lực mạnh hơn trước nhiều. Ngô Bình đáp lại một tiếng, tôi biết. Sau khi Khang Tốn Thiên rời đi, Thiết Huyền mới tươi cười chúc mừng cậu. Với chiến tích lần này không còn ai dám nghi ngờ tư cách giáo viên của cậu nữa. Ngô Bình tò mò hỏi, Khang Tốn Thiên là giáo viên mấy sao? Thiết Huyền đáp, giáo viên 3 sao. Anh tự nhủ, xem ra bây giờ ít nhất tôi cũng đạt được giáo viên 3 sao rồi. Lãnh Nhân cất giọng nói, anh Ngô phải mau chóng lấy được tư cách giáo viên 3 sao thì mới có thể sớm được nhận tiền lương. Ngô Bình hỏi, chắc là giáo viên 3 sao cũng phải thông qua đánh giá đúng không? Lãnh Nhân đáp, đúng rồi. Đánh giá giáo viên 3 sao do hiệu trưởng chủ trì. Anh cảm thán, xem ra 3 sao rất được coi trọng. Bọn họ trò chuyện thêm một lúc nữa thì sắc trời đã tối mịt. Lãnh Nhân và Thiết Huyền lần lượt ra về. Ngô Bình gọi Diệp Huyền tới, chúng ta tới Thiên Kinh. Diệp Huyền nở nụ cười ẩn ý dò hỏi, có phải tiền bối có chuyện gì không? Anh đáp, không có chuyện gì cụ thể, chỉ định tới đó một chuyến. Diệp Huyền gật đầu đồng ý, được, đệ tử sẽ đi cùng tiền bối. Khoảng cách từ học viện võ đạo đến Thiên Kinh vẫn không thay đổi, chỉ cần bay một đoạn đã tới nơi. Thế nhưng có lệnh cấm bay trên Thiên Kinh nên hai thầy trò chỉ có thể đi bộ vào trong. Khi đi tới ven đường, Ngô Bình gọi một chiếc taxi. Tài xế cũng là người luyện võ nên nhìn ra được anh không phải người bình thường, bèn hỏi anh muốn đi đâu. Ngô Bình nghĩ một hồi, nói ra một địa chỉ. Tài xế nghe xong lắc đầu đáp, xe của tôi không tới được chỗ anh yêu cầu. Tại sao, anh khó hiểu gặng hỏi. Diệp Huyền có vẻ hiểu rõ hơn, tiền bối, bây giờ Thiên Kinh khác xưa nhiều rồi. Có một vài khu vực cao cấp được cao thủ đặt trong không gian gập. Ở ngoài nhìn vào chỉ thấy một cái xóm nhỏ, nhưng thực ra bên trong còn rộng lớn hơn cả một thành phố. Ngô Bình cảm thấy rất mới lạ, có bao nhiêu chỗ như vậy? Tài xế đáp, chỉ tính những chỗ tôi biết đã không dưới con số 50. Dân thường không thể tùy tiện đi vào những chỗ như vậy đâu. Ngô Bình khẽ nhíu mày, địa chỉ anh vừa nói chính là chỗ ở của Lâm Băng Thiên. Không lẽ nơi đó cũng biến thành không gian gập rồi sao? Anh lấy điện thoại ra định liên lạc với cô ấy trước. Chỉ trong chốc lát đường dây đã được kết nối, thế nhưng người nghe không phải là Lâm Băng Tiên, anh tìm ai? Một giọng nữ trẻ tuổi nghe có vẻ lạnh lùng xa cách. Anh cất giọng hỏi, tôi tìm Lâm Băng Tiên, cô là ai? Đối phương đáp, cô chủ nhà chúng tôi bận lắm, không có thời gian nghe điện thoại, nói rồi đối phương cúp máy luôn. Anh mờ mịt quay sang hỏi Diệp Huyền, chuyện này là thế nào? Diệp Huyền gãi đầu lúng túng đáp, thế giới biến đổi quá nhanh. Đệ tử vẫn chưa liên lạc được với cô ấy, có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không? Ngô Bình trầm tư hồi lâu rồi nói, chúng ta chỉ có thể tới đó xem thử mới biết được. Tài xế taxi đưa hai người họ đến nơi cách chỗ Lâm Băng Tiên khoảng 10 cây số thì dừng. Nơi đó bị chặn lại bởi cánh cổng to lớn, taxi không thể đi vào. Ai đi qua cũng bị giữ lại kiểm tra. Ngô Bình và Diệp Huyền cùng xuống xe đi tới. Bị mấy tên tu sĩ gác cổng chặn đường. Một người trong số họ lạnh lùng ra lệnh, xuất trình giấy tờ. Lúc này Ngô Bình đang hóa thân thành Trương Tiểu Bình. Anh lấy huy hiệu chứng minh thân phận đại sư luyện đan 4 sao tím của mình ra cho họ xem. Đám tu sĩ lập tức đứng thẳng lưng, cung kính nói, thì ra là đại sư luyện đan. Xin mời vào, đại sư luyện đan không bị hạn chế ra vào.
Diệp Huyền đi vào trong, hưng phấn reo lên, tiền bối có cái huy hiệu quyền lực thế, hôm nào cho đệ tử mượn dùng được không? Ngô Bình thản nhiên đáp, thích thì tự thi lấy một cái đi. Bên trong cánh cửa ít người hơn nhiều, đường phố khá vắng vẻ. Những người đi đường bọn họ gặp phải ít nhất cũng có tu vi đạt cảnh giới Long Môn, thỉnh thoảng còn gặp được cả thiên tiên. Hai bên đường đều là các tòa nhà được xây dựng theo kiến trúc cổ đại, khác hẳn trước kia. Vì thế Ngô Bình không thể tìm thấy chỗ ở của Lâm Băng Tiên. Anh thấy trước mặt có một công viên nhỏ, bèn tìm một cái ghế ngồi nghỉ chân rồi gọi hai cuộc liên tục cho Lâm Băng Tiên. Ngay khi điện thoại được kết nối, anh lập tức phóng thần niệm ra ngoài, thoát cái tìm ra được vị trí điện thoại của cô ấy. Người nhấc máy là một cô gái chừng 17-18 tuổi, lạnh lùng chất vấn, sao lại là anh nữa? Ngô Bình không thèm đáp lại, kéo theo Diệp Huyền biến mất dạng. Giây tiếp theo, hai người họ đã xuất hiện ở trước cổng một tòa nhà khổng lồ. Tòa nhà này có tổng cộng 5 cái biệt thự, trông vô cùng xa hoa tráng lệ, chẳng khác nào cung điện. Cô gái kia vừa cúp máy quay đi đã thấy hai người đàn ông hiện ra. Cô ta giật nảy mình rồi tức giận quát tháo, các người thật to gan, dám xông vào nhà họ Lâm. Ngô Bình lên tiếng hỏi, tôi là người vừa gọi điện. Lâm Băng Tiên đang ở đâu? Cô gái kia lùi lại mấy bước rồi hét toáng lên, người đâu? Một bóng người chợt hiện ra cùng với lưỡi đao sắc bén chém về phía cổ Ngô Bình. Anh không thèm nhìn lấy một cái, tùy ý vung tay lên đã đánh bay đối phương. Ầm ầm. Ngô Bình thả kiếm ý khủng bố ra bao trùm toàn bộ khu nhà. Người ở trong đều bị dọa sợ run người, mặt mũi trắng bệch. Đừng có lên giọng với tôi. Cái trốn rách nát này của mấy người không có ai cản được tôi đâu. Nói đi, Lâm Băng Tiên đâu rồi, anh nhìn chằm chằm cô gái kia chất vấn. Rốt cuộc cô ta cũng cảm thấy sợ hãi, cô chủ đi dự tiệc với ông chủ rồi. Ông chủ, Ngô Bình cau mày hỏi, ông ta là ai? Cô gái kia đáp, tất nhiên là bố của cô chủ. Bấy giờ anh mới sửng sốt, Băng Tiên tìm thấy bố ruột rồi sao? Cô gái kia giải thích, nửa tháng trước. Cô chủ và ông chủ đã nhận nhau rồi. Anh đã hiểu rõ ngọn ngành, thì ra là vậy. Cô tên gì? Cô gái kia dè dặt đáp, tôi tên là Tiểu Anh. Anh lại hỏi tiếp, ông chủ của cô là ai? Không phải năm xưa ông ta mất tích à? Tiểu Anh cung kính đáp, thực ra năm đó ông chủ bị lưu lạc đến Nam Dương, được quý nhân giúp đỡ trở thành tu sĩ. Hiện giờ ông chủ đã được vào hàng ngũ tiên. Băng Tiên đi dự tiệc gì vậy? Tiểu Anh trả lời, đó là buổi tiệc của các cậu ấm cô chiêu trong thiên kinh. Ông chủ muốn dẫn cô chủ đi mở mang thêm. Ngô Bình lại hỏi, cô biết buổi tiệc đó diễn ra ở đâu không? Đừng sợ, tôi là bạn của cô chủ nhà cô. Tiểu Anh gật đầu nói, tôi có thể dẫn anh qua đó. Cứ như vậy, Tiểu Anh dẫn đường cho Ngô Bình và Diệp Huyền tới địa điểm tổ chức bữa tiệc. Hai người dừng chân trước một cánh cổng bằng kim loại siêu to, trên đó viến 3 chữ lớn Phủ Thiên Quân. Ngoài cổng có 4 người chia nhau canh gác, ai ra vào cũng phải kiểm tra giấy tờ. Tiểu Anh nói, ở bên trong đó. Ngô Bình bước tới, đám người nhìn thấy huy hiệu 4 sao tím trên ngực anh, ai nấy đều tỏ ra tôn kính. Xin mời anh vào, quả nhiên anh chưa cần nói gì đã được người ta chủ động chào mời. Sau khi bước qua cánh cổng, không gian bỗng trở nên vặn vẹo. Trong đó là một không gian gập khổng lồ. Lúc này, anh đang đứng trên một con đường giữa rừng cây rộng lớn, phía cuối đường nơi xa xa là một tòa nhà. Anh bước thêm một bước, thoát cái đã tới nơi. Tòa nhà không có cổng vào, bên trong được trồng rất nhiều loài cây quý hiếm, thậm chí còn có thể thấy không ít linh dược. Diệp Huyền ngó nghiêng xung quanh, kinh ngạc nói, nơi này rộng thật đấy. Sau này chúng ta xây nhà cũng phải rộng như này. Ngô Bình khinh thường chê bai, chút thủ đoạn tầm thường thôi, không đáng nhắc tới. Đúng lúc này có một người đàn ông mặc áo bào xám đi tới khách khí hỏi thăm, mời hai vị xuất trình thiệp mời. Thế nhưng sau khi nhìn thấy huy hiệu của Ngô Bình, hai mắt anh ta lập tức sáng rực, vội vàng khom lưng tạ lỗi, thì ra là đại sư luyện đan, xin lỗi nhiều. Gần như ngay sau đó lại có thêm một người đàn ông mặc đồ màu vàng xuất hiện trước mặt anh, cúi đầu chào hỏi lễ phép, được đại sư luyện đan 4 sao tím tới thăm là vinh hạnh của chúng tôi. Tôi tên Huyền Ngạo, là chủ nhân của nơi này. Ngô Bình mỉm cười đáp lại, chào Thiên Quân, tôi có người bạn đang dự tiệc ở đây nên muốn tới xem thử. Hoan nghênh, Huyền Ngạo vội vàng mở lời, bình thường sao tôi mời nổi người có thân phận cao quý như cậu.
Mời cậu vào. Anh bảo Diệp Huyền tự đi tìm đồ ăn, còn mình thì tìm kiếm bóng dáng của Lâm Băng Thiên. Mặc dù trong sảnh tiệc đông nghịt người nhưng muốn tìm một ai đó không hề là chuyện khó khăn. Chẳng mấy chốc Ngô Bình đã nhìn thấy Lâm Băng Thiên đang đứng cùng một người đàn ông. Gương mặt của ông ta có nhiều nét tương đồng với cô ấy, chắc hẳn chính là bố ruột của cô ấy. Trông Lâm Băng Thiên có vẻ không được thoải mái, vẻ mặt mất tự nhiên. Cô ấy đang đi theo bố làm quen với mấy người xa lạ. Đột nhiên một cô gái mặc váy đỏ đi tới bên cạnh cô ấy, lạnh lùng châm chọc, cô là nữ nghệ sĩ của đám người phàm tục tầm thường kia cơ mà. Ai cho cô bước vào chỗ này? Lời nói đó khiến Lâm Băng Thiên ngượng chín mặt, cô ấy xấu hổ cúi đầu lùi sang bên cạnh bố lẩn trốn. Bố của cô ấy tên là Chu Bột, ông ta nhìn cô gái váy đỏ kia, vẻ mặt tươi cười lấy lòng, chào cô Âu Dương. Con bé là Băng Thiên, con gái tôi, quả thực trước kia con bé từng làm nghệ sĩ. Cô chủ nhà Âu Dương tỏ vẻ khinh miệt đáp, Chu Bột nhà ông dựa vào quan hệ với phu nhân Ngọc Diện nên mới có chút địa vị ở giới này. Ông hãy nhớ lấy thân phận của mình, đừng có dẫn theo con gái đi lung tung. Bây giờ thời thế khác xưa rồi, cho dù cô ta xinh đẹp tới đâu cũng chỉ là phấn son thô tục, không thể quyến rũ được cậu chủ thế ra đâu. Đúng lúc này, một người đàn ông trẻ tuổi bỗng đi tới bên cạnh cô Âu Dương cười hỏi, cô Âu Dương đang trò chuyện với ai vậy? Cô ta nhìn thấy đối phương đẹp trai tuấn tú khí chất hơn người, hai mắt lập tức sáng rực, anh Hà. Cô ta cúi đầu chào anh ta một cái, khóe mắt cong cong tràn đầy vui mừng. Anh chàng họ Hà kia mỉm cười đáp lại, ở đây toàn người lạ, may quá thấy có người quen nên phải tới chào hỏi cô một tiếng. Dứt lời, anh ta liếc nhìn sang Lâm Băng Thiên, sắc đẹp của cô ấy hơn xa cô chủ nhà Âu Dương, khiến anh ta không thể nào rời mắt. Đôi mắt xinh đẹp của Lâm Băng Thiên bất chợt bừng sáng. Cô ấy ngạc nhiên reo lên, anh Ngô. Cô ấy thấy Ngô Bình đang tươi cười đi tới chỗ mình nói, anh vừa đi tìm em đấy Băng Thiên. Tiểu anh bảo em ở đây nên anh mới tới. Lâm Băng Thiên vội vàng giới thiệu người đàn ông bên cạnh với anh, đây là bố em, tên là Chu Bột. Ông ta nhìn anh đầy cảnh giác, lên tiếng dò hỏi, cậu là Ngô Bình phải không? Tôi đã được nghe kể về cậu. Anh gật đầu đáp, chào chú Chu. Nghe thấy hai chữ Ngô Bình, anh chàng họ Hà kia giật nảy mình như chợt nghĩ ra gì đó. Cô chủ Âu Dương cười lạnh một tiếng châm chọc, đúng là cá mè một lứa. Ngô Bình quay sang nhìn cô ta, lạnh giọng hỏi, cô đang mỉa mai tôi sao? Cô ta thản nhiên trả lời, tôi bảo các người cá mè một lứa có gì sai sao? Anh bình tĩnh đáp trả, tôi là giáo viên của học viện võ đạo mà lại bị cô nói thành cá mè một lứa. Ý của cô là muốn sỉ nhục học viện võ đạo sao? Cô chủ Âu Dương không khỏi sửng sốt, bộ dạng như mèo bị giẫm phải đuôi, suýt thì nhảy dựng lên, cái gì? Anh là giáo viên của học viện võ đạo. Bốp! Anh chàng họ Hà kia bỗng thẳng tay tát vào mặt cô ta một cái lệch hẳn một bên mặt, cả giận quát tháo, láo xược. Thầy Ngô của học viện võ đạo là người cô có thể sỉ nhục được sao? Nói rồi anh ta quay sang hành lễ tạ tội với anh, chào thầy Ngô. Tôi là giáo viên của học viện võ đạo, tên là Hà Chí Tân. Anh ta biết quá rõ về Ngô Bình, võ tông truyền kỳ, vừa mới ra tay đã đánh bại cao thủ võ vương nhất phẩm. Anh chỉ lạnh nhạt đáp lại một tiếng, thì ra là thầy Hà, hân hạnh. Hà Chí Tân vội vàng nói, không dám, anh cứ gọi tôi Tiểu Hà là được rồi. Ban đầu Chu Bột coi thường Ngô Bình là vì trước kia Lâm Băng Thiên chỉ kể anh là một bác sĩ, gia đình có chút sản nghiệp nho nhỏ chứ không kể về những chuyện khác. Nhưng bây giờ ông ta lại cảm thấy con gái của mình thật tinh mắt, kiếm được hẳn một anh bạn là giáo viên của học viện võ đạo. Ông ta lập tức cười phá lên, không ngờ Ngô Bình cậu lại là giáo viên của học viện võ đạo, tiền đồ sáng lạn lắm đấy. Anh đáp, chú Chu quá khen rồi. Chu Bột còn muốn nói gì đó nhưng đã bị Lâm Băng Thiên cản trở. Cô ấy kéo Ngô Bình ngồi vào ghế, vui vẻ nói, em cứ tưởng sẽ không còn được gặp lại anh nữa. Anh tò mò hỏi, Băng Thiên. Hồi trẻ bố em đã gặp phải chuyện gì vậy? Anh thấy tu vi của ông ấy không yếu đâu. Lâm Băng Thiên không khỏi cảm thán, nhắc tới chuyện này em cũng thấy hơi xấu hổ. Lúc đó đúng là bố em đã tới Nam Dương, còn gặp được phu nhân Ngọc Diện ở đó. Phu nhân Ngọc Diện là ai? Với anh mà nói đây là một cái tên hoàn toàn xa lạ. Cô ấy đáp, bà ta là một nữ tu sĩ rất mạnh, pháp lực cao cường. Bố em chỉ là người tình của bà ấy mà thôi. Cô ấy cúi đầu tỏ vẻ khó xử. Ngô Bình nghe xong không khỏi bất ngờ, thì
thì ra còn có chuyện như vậy. Còn mẹ em thì sao, anh không khỏi lo lắng cho mẹ cô ấy là Lâm Mỹ Kiều. Lâm Băng Tiên thở dài kể lể, mẹ em chỉ có thể cam chịu mà thôi. Bây giờ bố em cũng chỉ dám lén lút đi gặp mẹ em để không chọc giận tới phu nhân Ngọc Diện. Ngô Bình vẫn rất lạ lẫm với cái tên phu nhân Ngọc Diện này, định tìm người hỏi thăm để xem có giúp được Chu Bột hay không. Đúng lúc ấy, đám người trong sảnh tiệc loạn hết cả lên. Anh không khỏi ngước mắt nhìn theo, chỉ thấy hai chàng trai đang sóng vai đi vào. Còn các cô gái có mặt tại đây đều trở nên kích động, cắm đầu lao tới như con thiêu thân chỉ muốn tới gần đối phương hơn nữa. Ngô Bình nhìn ra được khí tức của hai người này rất mạnh mẽ, cho dù không phải thiên tài bẩm sinh thì cũng có chỗ hơn người. Chu Bột thấy tình hình như vậy cũng định đẩy con gái qua đó. Nhưng sau một hồi nghĩ ngợi, ông ta quyết định từ bỏ ý định. Dù sao ông ta thấy thân phận của Ngô Bình cũng đã không tồi rồi, làm người không nên quá tham lam. Lâm Băng Tiên thấp giọng giới thiệu, bọn họ là cậu chủ Long và cậu chủ Kiếm trong tứ đại công tử của Long Kinh, đều có thân phận cao quý. Hôm nay bố em đưa em tới đây vốn là để gặp gỡ bọn họ. Ngô Bình hiếu kỳ hỏi, cái danh tứ đại công tử Long Kinh này là ai đặt cho vậy? Cô ấy đáp, em không biết, chỉ thấy ai cũng nói như vậy. Cậu chủ Kiếm cố gắng đi tới giữa sảnh tiệc trong sự chen lấn xô đẩy của các cô gái mê trai. Huyền Ngạo Thiên Quân cũng tự mình tới tiếp đón, vô cùng vinh hạnh được đón tiếp hai cậu chủ. Cậu chủ Kiếm mặc đồ màu xanh, đẹp trai ngời ngời. Hắn ta mỉm cười nói, Thiên Quân không cần câu nệ lễ nghi. Nghe nói tối nay có người đấu giá bảo bối phải không? Huyền Ngạo Thiên Quân mỉm cười trả lời, đấu giá sắp bắt đầu rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 75.